Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 201. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông nghe vậy thì sửng sốt. Tần quan bỗng nói, người đâu? Một ông lão đeo mặt nạ xuất hiện cạnh nàng ta. Tần quan, phát lệnh truy nã, ta muốn cái đầu của tên bán bộ Tuế Nguyệt tiên kia, 1 triệu trụ mạch. Ông lão do dự một thoáng rồi gật đầu, vâng. Sau đó biến mất. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông bên kia trần trừ một hồi, nói cô nương làm vậy cũng vô ích. Vị tiền bối kia là bán bộ Tuế Nguyệt tiên, trên thế gian không có bao nhiêu người giết được, hắn ta. Đúng lúc này, vùng thời không phía trên họ chợt nứt ra. Một khắc sau, một cái thủ cấp đầm đìa máu và một thanh kiếm bay ra. Đồng tử của tông chủ Tuế Nguyệt Tông rụt lại, lui bước về sau, kinh hãi thốt lên, đây là... Thủ cấp kia thuộc về tên bán bộ Tuế Nguyệt tiên lão vừa nói. Nhóm Diệp Huyên cũng ngây ngẩn. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền ư. Mọi người. Sự xuất hiện của cái đầu kia khiến mọi người có mặt đều ngơ ngẩn. Mới qua được bao lâu? Chưa đến nửa khắc đồng hồ. Đúng lúc này, có một bóng người cực kỳ mờ ảo xuất hiện gần đó. Các cường giả vừa nhìn thấy thì lập tức biến sắc. Nguy hiểm. Đây là cảm giác bọn họ đều có. Nhất là tông chủ Tuế Nguyệt Tông, không chỉ sắc mặt đanh lại mà còn lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Nửa bước Tuế Nguyệt tiên mà bị giết trong chớp mắt một cách dễ dàng vậy ư? Bóng mờ kia im lặng nhìn Tần Quan. Nàng ta vươn tay, để một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến. Cái bóng nhận lấy, mở miệng, đa tạ. Sau đó xoay người rời đi. Được vài bước, người đó dừng lại, hỏi Tần các chủ có còn muốn giết ai nữa không? Lấy giá hữu nghị. Mọi người. Tần Quan cười, tạm thời không có. Người kia gật đầu rồi biến mất. Tần Quan vươn tay thu kiếm Thanh Huyên về rồi trả lại cho Diệp Huyên. Hắn nhận lấy nó, bắn ánh mắt sang Bạch Thánh. Ông ta biến sắc, lập tức la lên, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tần Quan móc súng ra bóp cò. Đoàng. Bạch Thánh chưa kịp làm gì đã bị thần hồn câu diệt. Tông chủ Tuế Nguyệt Tông biến sắc, vừa xoay người bỏ chạy thì ăn luôn một phát đạn. Bùm. Lão ta bị chùm sáng trắng bắn thành hư vô. Giết trong nháy mắt. Tần Quan thu súng về, đi thôi. Mọi người lục tục rời đi. Tuế Nguyệt Tông đã bị diệt. Khi họ chuẩn bị rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, Tần Quan bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về nơi nào đó. Diệp Huyên đứng bên cạnh tò mò hỏi, có người nào à? Nàng ta gật đầu, một Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên. Tần Quan, đạt đến cảnh giới này đã là vô cùng lợi hại. Thân xác, trái tim và thần hồn đều được tôi luyện qua 5 tháng, Tuế Nguyệt không dính thân. Những người này chỉ cần không tự đi tìm chết thì sẽ sống mãi. Diệp Huyên tò mò, còn người bí ẩn ban nãy là ai? Tần Quan cười, xá thần chủ, tu luyện theo một loại khác, không theo Tuế Nguyệt đạo, nhưng so với Tuế Nguyệt tiên thì hẳn là ngang ngửa. Diệp Huyên nhíu mày, tu luyện theo loại khác. Tần Quan gật đầu, đạo tu hành trên thế gian có rất nhiều, Tuế Nguyệt đạo chỉ là một trong đó. Ngoài ra còn có rất nhiều con đường khác. Như có người chỉ tu kiếm, ngoài kiếm ra thì không quan tâm, nhưng sau khi tu kiếm đạo đến tột cùng thì có thể dùng một kiếm phá vạn pháp vạn đạo. Một số khác như võ đạo, chỉ tu võ, không tu cảnh giới, nhưng võ đạo thông thần, vô địch đương thời. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Bọn họ đã rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt. Tần Quan cười nói, chúng ta phải đi đây. Diệp Huyên mỉm cười, cảm ơn nhiều. Tần Quan, việc nhỏ thôi. Thấy nàng ta định rời đi, Diệp Huyên lại nói, có thể cho ta mấy quả không nói võ đức của cô được không? Ta dùng để phòng thân. Tần Quan liếc xéo hắn, không. Diệp Huyên còn muốn nói thêm thì nàng ta đã đưa cô gái cầm lưỡi hái và ông lão kia biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên thầm than thở tiếc nuối, uy lực của mấy viên đó không phải dạng vừa đâu. Đạo Lăng đứng một bên lên tiếng, có tiền sướng thật. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng thấy có tiền rất là sướng. Chỉ cần có tiền, muốn giết ai mà chẳng được. Trụ mạch. Ngay cả cường giả kinh khủng như Tuế Nguyệt Tiên cũng không chống lại được sự cám dỗ của thứ này. Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh còn muốn đến thích tộc nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đi.
Đạo Lăng trần trừ hỏi, lỡ không đánh lại thì sao? Diệp Huyên nhìn y, thì chạy. Đạo Lăng. Hai người nhanh chóng biến mất. Một hồi sau đã lao đến Thích tộc. Thích Thiền nhìn thấy bọn họ xuất hiện, sắc mặt trở nên xấu xí. Lại đến nữa. Diệp Huyên và Đạo Lăng liếc nhau. Một khắc sau, Diệp Huyên vung tay phóng kiếm Thanh Huyên lên cao. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí trải dài vạn trượng ầm ầm chém xuống. Xoẹt. Nơi nó đi qua, hết thảy đều bị xé nát. Đạo Lăng thì tung người nhảy lên, sử dụng pháp tướng lớn đến vạn trượng. Y nắm tay lại rồi vung nắm đấm về phía Thích tộc. Ầm. Một luồng sức mạnh khủng bố từ trên trời ùa xuống như muốn xé nát thiên địa, kinh khủng vô cùng. Hai người kia sau khi ra chiêu thì xoay người bỏ chạy. Không thấy tăm hơi. Sắc mặt bọn Thích Thiền ở dưới xấu xí vô cùng. Lão gằn giọng, ra tay. Lời vừa dứt, mấy cường giả tuế nguyệt cảnh mạnh mẽ nhảy lên cao đón lấy kiếm khí và cú đấm. Quỳnh. Bầu trời trên đầu Thích tộc vỡ ra khi hai luồng sức mạnh càn quét bốn phía khiến khắp nơi trở thành một đống hỗn độn. Phải mất một lúc lâu sau, bầu trời mới khôi phục lại như cũ, mà Diệp Huyên và Đạo Lăng đã đi đâu không biết. Sắc mặt Thích Thiền trầm như nước, cái quái gì thế này? Đúng lúc này, đồng tử lão co rụt lại, coi chừng. Khi lão xoay người thì có một cái bóng vồ tới, chính là Đạo Lăng. Y tung một quyền nhanh như chớp vào ngực lão. Sức mạnh đập vỡ thời không bốn phía. Nhưng Thích Thiền cũng nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Ầm. Lão bị đấm văng đi mấy nghìn trượng, trong lúc đó đã có vài bóng người xông về phía Đạo Lăng. Thích Thiền la lên, coi chừng tên Diệp Huyên chơi dơ. Diệp Huyên. Lão vừa dứt lời, đã có một tia kiếm quang bay đến từ xa. Một cường giả tuế nguyệt cảnh của Thích tộc thấy vậy thì đồng tử rụt lại, dẫm chân lui về sau. Nào ngờ kiếm quang lại biến mất. Tên cường giả này sửng sốt. Một khắc sau, có tiếng hét thảm truyền đến từ một bên. Tên cường giả quay sang nhìn, chỉ thấy một cường giả tuế nguyệt cảnh đang giao đấu cùng Đạo Lăng bỗng bị chém bay đầu. Là Dương Đông Kích Tây. Thích Thiền thét lên, mau bảo vệ linh hồn hắn. Nói rồi lão lao tới hòng ngăn không cho Diệp Huyên hủy diệt linh hồn tên cường giả kia. Nhưng kiếm Thanh Huyên đã hấp thu hết linh hồn tên đó. Diệp Huyên và Đạo Lăng cũng kéo giãn khoảng cách với Thích Thiền. Thích Thiền ngẩn ra, đoạn khàn giọng quát lên, Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nói, đánh đủ thì dừng, lần sau đến nữa. Cáo từ. Sau đó hắn chạy biến. Đạo Lăng thoáng ngẩn ra rồi cuống quýt chạy theo. Vừa chiến đấu xong, cảm xúc y đang dâng cao. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì nếu đánh tiếp sẽ bị hội đồng đến chết mất. Chỉ có thể chơi đánh lén du kích mà thôi. Lấy vài cái thủ cấp thì chạy. Chúng cường giả Thích tộc thấy cả hai bỏ chạy thì muốn đuổi theo nhưng bị Thích Thiền ngăn lại. Thấy bọn họ nhìn sang, lão nói, đuổi theo chỉ bất lợi cho chúng ta. Những lời này khiến sắc mặt bọn họ trở nên xấu xí. Nếu đánh nhau sòng phẳng, bọn họ hoàn toàn có thể giết hai tên kia. Nhưng vấn đề là hai tên này không chơi theo kiểu đó. Chỉ biết chơi dơ. Chỉ biết đánh lén. Vô liêm sỉ. Sắc mặt cường giả Thích tộc xấu xí vô cùng. Thích Thiền bỗng nói, đã tìm được Thích Thiên chưa? Thích Thiên. Cái tên khiến những người khác kích động. Chỉ có yêu nghiệt mới đối phó được yêu nghiệt. Một lão già lên tiếng, đã tìm được, nhưng... Thích Thiền hạ giọng, không muốn về sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão già, gã đang đột phá. Đột phá. Thích Thiền ngẩn ra, không phải đã đến tuế nguyệt cảnh ư. Lão quay phắt lại, giọng run lên, đã đến tuế nguyệt cảnh, nhưng vẫn tiếp tục đột phá. Lão già gật đầu, đúng vậy. Thích Thiền bật cười ha ha, trời không diệt Thích tộc ta. Trời không diệt Thích tộc ta, ha ha. Những cường giả khác cũng bật cười. Quên đi chuyện khó chịu ban nãy. Bọn họ quả thật có phần sợ hai tên siêu yêu nghiệt Diệp Huyên và Đạo Lăng. Nếu cả hai cứ tiếp tục nhằm vào Thích tộc thì họ cũng khó lòng chống cự. Chưa kể thiên phú cả hai kinh khủng như vậy, càng đánh lại càng mạnh. May mà Thích tộc có Thích Thiên. Thích Thiền nói, đi gặp Thích Thiên mau. Lão dẫn một đám cường giả biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm.
Diệp Huyên và Đạo Lăng ngừng lại trong tinh không, quay đầu nhìn, khi chắc chắn không có cường giả thích tộc nào đuổi theo thì tiến vào tiểu tháp. Đạo Lăng, bọn chúng lại không đuổi theo. Diệp Huyên cười, thì chúng cũng không ngu. Đạo Lăng, Diệp Huynh có kế hoạch gì tiếp theo? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, hai chúng ta phải thăng cấp. Đạo Lăng gật đầu, chính xác. Diệp Huyên vươn tay đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang cho Đạo Lăng, bên trong là 10.000 trụ mạch. Đạo Lăng nhìn hắn cười to, Diệp Huynh, đây là, sao ta có thể không biết xấu hổ? Nhưng tay y vẫn nhanh chóng thu nhẫn vào. Diệp Huyên có chút cạn lời, nói, trước khi tu luyện, phải tìm nhiều trụ mạch một chút. Đạo Lăng gật đầu đồng tình. Nhu cầu của họ về trụ mạch sau khi đạt đến tuế nguyệt cảnh là quá mức khổng lồ. Không có trụ mạch thì có muốn tu luyện cũng hết cách, đã vậy sau mỗi lần đánh nhau đều phải hấp thu trụ mạch để khôi phục, không có chúng thì quả thật quá khó khăn. Diệp Huyên nói, ta có cách rồi. Đạo Lăng vội nói, được. Diệp Huyên, huynh chưa hỏi cách gì đã đồng ý là sao? Đạo Lăng nghiêm túc nói, Diệp Huyên mà có cách thì chắc chắn là tốt nhất rồi. Huynh nói gì thì làm đấy, huynh nghĩ, ta làm, huynh đệ ta cùng nhau phát tài to. Diệp Huyên, một canh giờ sau Diệp Huyên và Đạo Lăng tới một phân hội của Tiêu Bảo Các ở vũ trụ Châu Thiên. Muốn có trụ mạch thì chỉ có thể đi tìm Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó hắn gọi tiền bối. Ông lão đeo mặt nạ đáp, Diệp công tử đến đây là vì trụ mạch à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão đeo mặt nạ do dự một lát rồi bảo, Diệp công tử, trụ mạch đều ở chỗ các chủ, chúng ta cũng không có, nếu cậu muốn thì có thể trực tiếp đi tìm các chủ. Ông ta không muốn có quan hệ với Diệp Huyên nữa. Quá xảo quyệt. Diệp Huyên cười nói, tiền bối hiểu lầm rồi, lần này ta tới là để bán máu. Nghe vậy, ông lão đeo mặt nạ sững sờ, Đạo Lăng ở bên cạnh cũng sửng sốt. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, một giọt tinh huyết chậm chậm xuất hiện trong tay hắn, hắn nghiêm túc nói, tiền bối, ông nói xem huyết mạch này của ta có thể mua được bao nhiêu trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ im lặng một lúc rồi bảo, huyết mạch này của Diệp công tử rất lợi hại. Nhưng, cậu thật sự muốn bán máu à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đạo Lăng chợt lên tiếng, Diệp Huynh, cách Huynh vừa nói chính là bán máu à? Diệp Huyên gật đầu, nếu không thì sao? Huynh tưởng ta biết biến ra chắc, hay là đi cướp, dù cướp thì cũng chưa chắc đã cướp được. Hắn phát hiện những cường giả có trụ mạch hầu hết đều là tuế nguyệt cảnh, mà cường giả tuế nguyệt cảnh thông thường cũng không có bao nhiêu. Trừ khi đi cướp của Tần Quan, đảm bảo một lần là giàu to. Nhưng vấn đề là hắn đánh không lại người ta. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ lại nói, Diệp công tử, cậu thật sự muốn bán máu à? Diệp Huyên hơi cạn lời, tiền bối, ông thấy ta giống như đang nói đùa à? Ông ta hơi do dự rồi mới bảo, theo như ta biết, Diệp công tử có người chống lưng, vì sao cậu không đi tìm họ xin một ít? Nghe vậy, Diệp Huyên chợt buồn. Má nó chứ? Tìm họ xin một ít? Tìm cha á hả? Quên đi, tìm phụ thân, không bằng tìm muội muội, nhưng chuyện nhỏ này hắn thật sự không muốn phải làm phiền Thanh Nhi. Hơn nữa cũng có thể Thanh Nhi không có, nhưng nếu hắn cần thì chắc chắn Thanh Nhi sẽ kiếm ra được, nhưng sẽ xảy ra án mạng. Để hắn tự kiếm thì hơn. Ông lão đeo mặt nạ khẽ gật đầu, huyết mạch của Diệp công tử rất đặc biệt, nếu bán thì một giọt cũng có thể bán được với ít nhất 10 trụ mạch. Diệp Huyên nổi quạo, 10 trụ mạch, ông chắc chứ, 10. Ông lão đeo mặt nạ chần chừ, có thể là chưa đến. Diệp Huyên lập tức sầm mặt, tiền bối, ông không đùa với ta đấy chứ. Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, sao ta lại đùa với cậu kiểu này được. Diệp công tử, đúng là huyết mạch của cậu rất đặc biệt, nhưng trụ mạch rất ít rất ít. Ta nói thẳng với cậu nhé, bây giờ trong kho của Tiên Bảo Các còn chưa có tới 10.000 trụ mạch. Mà một số cường giả tán tu tuế nguyệt cảnh nhiều nhất cũng chỉ có không quá 10 trụ mạch. Diệp Huyên nhíu mày, ít vậy à? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng thế, trụ mạch thật sự rất khan hiếm. Diệp Huyên và Đạo Lăng nhìn nhau, trước đây trụ u của chu tộc cho hai người họ cả 20.000 trụ mạch một lúc, quả là vô cùng hào phóng. Thế mà hai người vẫn còn chê ít. Nhất thời cả hai đều thấy hơi xấu hổ. Lúc này,
ông lão đeo mặt nạ chợt nói, Diệp công tử, cậu có bán không? Diệp Huyên lắc đầu, không bán nữa. Không thể trà đạp huyết mạch của bản thân được, dù gì cũng là huyết mạch phong ma của phụ thân, trừ khi đổi được rất nhiều tiền, nếu không hắn kiên quyết không trà đạp. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối, chẳng phải tiên bảo các của ông có thể vay tiền được sao? Ta có thể vay được không? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, không được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, Diệp công tử, nếu cậu muốn trụ mạch thì có thể tìm các chủ có rất nhiều, phân hội nho nhỏ của chúng ta thật sự không có bao nhiêu, cậu đừng tìm ở chỗ ta nữa. Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên và Đạo Lăng rời đi. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thở dài, Diệp công tử cũng thật đáng thương, tới mức phải bán máu luôn mà, nhưng sao mình lại chẳng thương nổi nhỉ, hơn nữa còn rất muốn cười nữa. Ha ha. Sau khi rời khỏi tiên bảo các, Diệp Huyên và Đạo Lăng ủ rũ đi trong tinh không. Diệp Huyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày gặp phải chuyện khó khăn thế này. Thế mà hắn lại thiếu tiền được. Lúc trước hai người thử hấp thu tuế nguyệt chi lực ở dòng sông tuế nguyệt, nhưng phải có đủ linh khí mới được, mà bây giờ để tu luyện thì họ cũng cần vô cùng nhiều linh khí. Lúc này họ đã hiểu ra vì sao một số cường giả tuế nguyệt cảnh lại khó thăng cấp đến vậy. Muốn thăng cấp thì phải có tiền. Không có tiền thì chỉ có thể từ từ kiếm, kiếm đến chết. Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ đến điều gì, hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Nhẫn Huyên, đây là chiếc nhẫn nương thân để lại cho hắn lúc trước. Cho đến nay, hắn vẫn chưa tìm ra tác dụng của chiếc nhẫn này. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, Tiểu Chủ, người thử điều khiển chiếc nhẫn này xem. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhíu mày, sau đó huyền khí trong cơ thể hắn dâng trào, dần dần nhẫn Huyên khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, má ơi, thật sự có tác dụng này. Nhưng chẳng bao lâu, nhẫn Huyên lại đứng yên trở lại. Không có gì hết. Vẻ ngờ vực lóe lên trong mắt Diệp Huyên, thế này là sao nhỉ? Lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên đột ngột khẽ rung. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng đều hơi thay đổi, đúng lúc này, thời không đột nhiên tách ra, một ông lão chậm chậm bước đến. Ông ta hơi gù, mặc chiếc áo bào đen rộng rãi, tay phải cầm theo một cây gậy. Khi nhìn thấy ông lão lưng còng này, trong mắt Diệp Huyên và Đạo Lăng đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thế mà họ lại không cảm nhận được hơi thở của ông ta. Ông lão lưng còng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi cúi đầu nói, Cổ Xuyên bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, ông là người của mẫu thân à? Cổ Xuyên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên vội hỏi, vậy mẫu thân ta ở đâu? Cổ Xuyên đáp, rất xa, rất xa. Rất xa. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này Cổ Xuyên lại cất lời, chủ nhân bảo ta gửi lời tới thiếu chủ. Diệp Huyên hỏi, lời gì? Cổ Xuyên trịnh trọng đáp, chủ nhân nói lần này là trận tranh khí vận đại đạo, bà ấy không tiện can thiệp, không chỉ bà ấy mà đến phụ thân của thiếu chủ cũng không tiện can thiệp, hơn nữa tuy thiên mệnh đại nhân ở hệ Ngân Hà đang trấn áp người kia, nhưng nàng ấy chỉ trấn áp thôi, vì dù là nàng thì cũng chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Diệp Huyên khó hiểu hỏi, tại sao? Cổ Xuyên hơi lưỡng lự, chủ nhân không nói kỹ, chỉ nói là chuyện này liên quan đến cậu thôi. Diệp Huyên im lặng. Cổ Xuyên nói tiếp, chủ nhân nói trận tranh khí vận đại đạo lần này rất quan trọng với cậu, cũng là cơ hội tốt nhất để cậu chứng minh bản thân. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này thời không bên cạnh chợt tách ra, giây tiếp theo một vùng biển lớn xuất hiện trước mắt ba người phía Diệp Huyên, mà bên cạnh bờ biển đó có một cô gái đang đứng. Thanh Nhi. Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Nhi khiến Diệp Huyên ngỡ ngàng. Trong mắt Cổ Xuyên thì lại hiện lên vẻ sợ hãi, ông ta cúi gập người, lùi sang một bên. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, huynh có tự tin vào trận tranh khí vận đại đạo lần này không? Diệp Huyên chần chừ giây lát mới hỏi, nếu ta nói không thì sao? Vẻ mặt Thanh Nhi bình thản, chẳng sao cả, ta sẽ thay huynh giết hết tất cả đối thủ của huynh. Diệp Huyên. Đạo Lăng ở bên cạnh lập tức toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp. Cái quái gì thế này?
Diệp Huyên cười khổ, như vậy, không được hay lắm đâu. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, không có gì không hay cả, huynh đừng nghe họ Dương kia nói linh tinh, kiếp trước sống khổ nên ông ta mới muốn huynh cũng phải khổ như mình. Nhớ rằng huynh là huynh, cứ sống theo ý của mình, thế nào vui vẻ thì sống thế đó, ta sẽ mãi mãi đứng sau lưng huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười, Thanh Nhi, muội như vậy ta sẽ lười đấy. Thanh Nhi nói, không sao, ta nuôi huynh. Diệp Huyên. Vẻ mặt Đạo Lăng đã đông cứng. Lúc này Thanh Nhi chợt bảo, nếu huynh muốn tranh thì cũng có thể tự thử. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta muốn tự thử xem sao. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh nghiêm túc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc, lần này ta không cần muội phải can thiệp, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ tự đối mặt. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên hỏi, Thanh Nhi, muội muốn nói gì à? Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi mới nói, ca, huynh chắc chắn muốn tự mình tranh đấu. Diệp Huyên gật đầu, ai cũng nói ta là vua dựa dẫm, lần ta muốn tự mình tranh đấu. Thanh Nhi khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói, ta nghe nói muội đang trấn áp bút đại đạo à? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên chớp mắt, có phải nó định tấn công ta không? Thanh Nhi nhẹ gật đầu, coi như là vậy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nó định làm gì ta? Thanh Nhi khẽ nói, vạn vật vạn linh đều có quỹ đạo vận mệnh của mình, bút đại đạo chỉ là người vận hành quỹ đạo vận mệnh thôi, nó không được coi là người điều khiển vận mệnh. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói thêm, số mệnh của một người có tốt có xấu, nó muốn vận hành vận mệnh xấu của huynh. Diệp Huyên hơi khó hiểu, là sao? Thanh Nhi im lặng. Ca à, ta nên giải thích thế nào với huynh đây? Thanh Nhi suy nghĩ rất lâu mới trả lời, một bông hoa có lúc nở cũng có lúc tàn. Dù là nở hay tàn thì đều là vận mệnh của nó. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nói như vậy nghĩa là nó muốn hành ta. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên lập tức nổi đoá, nó làm cái quái gì vậy? Ta với nó không thù không oán, sao nó lại muốn hành ta? Bút đại đạo. Thanh Nhi do dự một hồi, hoa tàn, người chết, phù hợp với đại đạo, vạn vật vạn linh cũng đều nên như thế. Trong vận mệnh của huynh có lúc tốt cũng có lúc bi thảm, ta trấn áp nó không để nó vận hành vận mệnh bi thảm. Diệp Huyên sửng sốt sau đó bảo, như vậy là chúng ta đang phá nguyên tắc. Thanh Nhi gật đầu, đúng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ở căn nhà nhỏ nào đó trong hệ ngân hà có tiếng hét thảm thương phẫn nộ vang lên, mẹ kiếp, người đời đều nghĩ ta xấu nhưng nào biết ta mới là người bị hại, còn không có chỗ để cho ta nói lý minh oan, là huynh muội các người phá hỏng nguyên tắc, phá hỏng vận hành đại đạo. A a a a. Phải nói rằng lúc này bút đại đạo cực kỳ phẫn uất. Như thiên mệnh nói, vạn vật vạn linh trên thế gian đều có vận mệnh riêng, vận mệnh này không thể nói là hoàn toàn được sắp đặt từ trước. Nhưng vận mệnh cũng phân ra tốt và xấu, con người cũng vậy, sẽ có lúc xui xẻo cực điểm, và cũng có may mắn vô bờ. Diệp Huyên cũng vậy. Nhưng thiên mệnh trấn áp nó, không cho nó vận hành vận mệnh xấu của Diệp Huyên. Giống như bông hoa nở ra, đến khi nên tàn lại không tàn, điều này là trái nghịch với đại đạo. Tuy nhiên nó không biết phải lên án với ai, hơn nữa còn làm như nó sai, thực sự quá phẫn uất. Thanh Nhi lặng lẽ đứng bên bờ biển, gió biển thổi qua, làn váy trắng của nàng khẽ đung đưa theo gió, giờ khắc này đất trời trước mặt nàng đều lu mờ. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, ta trấn áp nó nhưng đồng thời cũng thay đổi vận mệnh vốn có của huynh, thực ra làm vậy là không hay lắm. Bởi vì con người sau khi trải qua gian khổ thì mới trân quý những lúc ngọt ngào, nhưng đời này, ta không muốn huynh phải sống quá vất vả. Nghe lời này, trong Diệp Huyên cảm thấy ấm áp. Phải công nhận Thanh Nhi đối xử tốt với hắn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội hỏi, nếu Thanh Nhi muội không can thiệp thì ngay từ đầu vận mệnh của ta đã bị bút đại đạo sắp đặt rồi đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không, số phận của mỗi chúng sinh chỉ có quá trình, không có kết quả bị sắp đặt. Mà trong quá trình này, huynh có vô số lựa chọn, mỗi lựa chọn đều sẽ quyết định vận mệnh sau này của huynh. Nói đến đây, nàng do dự một hồi, mới nói tiếp, huynh hiểu ý ta không? Nếu không hiểu thì ta có thể giải thích cặn kẽ hơn cho huynh. Diệp Huyên. Thanh Nhi nói tiếp, giống như hai học sinh trong ở dưới trần gian,
một học sinh học hành chăm chỉ, còn học sinh kia thì chẳng chịu học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng, như vậy cuộc đời sau này của họ sẽ hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nhưng vừa nãy muội nói hoa sẽ có lúc tàn, vậy từ khi hoa nở nó đã có ngày phải lụi tàn, điều này chẳng phải là kết cục của nó đã sớm được sắp đặt rồi hay sao? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, điều chúng ta đang thảo luận bây giờ là quá trình của vận mệnh, mà điều huynh đang nói là kết cục, nó là vấn đề trên cả vận mệnh rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, vấn đề trên vận mệnh, là vấn đề gì? Thanh Nhi chần chừ giây lát, chúng ta nói tới vận mệnh trước đi. Diệp Huyên, Đạo Lăng bên cạnh chợt lên tiếng, ta có một câu hỏi, ta. Thanh Nhi lạnh lùng liếc nhìn Đạo Lăng, sắc mặt Đạo Lăng lập tức thay đổi, tóc gáy dựng hết cả lên. Cái quái gì thế? Lúc này, y như nhìn thấy cái chết vậy. Đạo Lăng kinh hãi rồi vội nói, ta không có câu hỏi gì đâu. Thanh Nhi rời mắt, nhìn Diệp Huyên dịu giọng hỏi, huynh còn điều gì không hiểu nữa không? Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ, phân biệt đối xử quá đáng. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cảm thấy vận mệnh không công bằng, chẳng hạn như một số người vừa sinh ra đã có những thứ mà người khác phấn đấu cả đời cũng không có được. Thanh Nhi gật đầu, điều huynh nói không chỉ thuộc về vấn đề văn minh mà còn là vấn đề khí vận đại đạo. Diệp Huyên cau mày, khí vận đại đạo. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói một cách đơn giản thì chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả, một người bình thường muốn có được kết quả tốt, ngoài việc tự mình cố gắng thì thông thường cũng cần một chút may mắn. Mà một số người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đây chính là khí vận đại đạo của họ. Diệp Huyên do dự vài giây rồi hỏi, Thanh Nhi, ta vừa sinh ra đã là ca ca của muội, điều này có thuộc về khí vận đại đạo không? Thanh Nhi gật đầu, có. Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, cũng là khí vận đại đạo của ta. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy thì bút đại đạo có vẻ cũng đối xử khá tốt với huynh muội chúng ta đấy chứ nhỉ? Trong căn phòng ở nơi nào đó, bút đại đạo gào thét, bây giờ ngươi mới phát hiện ra à? Thanh Nhi tiếp tục nói, khí vận là thứ mờ ảo, tồn tại nhưng huynh lại không thể nhìn thấy. Nguyên nhân ta không giết nó là vì nó chỉ vận hành quỹ đạo vận mệnh của huynh chứ không cho huynh khí vận đại đạo. Đương nhiên quan trọng nhất là nó không có ý giết huynh. Nó chỉ muốn huynh chịu khổ một chút, khó khăn hơn chút mà thôi. Diệp Huyên hỏi, nó cảm thấy ta sống quá thoải mái à? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hơi bất mãn, trước kia ta rất thảm mà. Thanh Nhi suy nghĩ, hình như cũng không thảm lắm. Diệp Huyên. Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, không trải qua khó khăn gian khổ thì không thể thành đại đạo. Con đường tu luyện là tu tâm, mà tu tâm giống như rèn kiếm, một thanh sắt nếu như không trải qua nhiều lần gọt rũa thì sao thành kiếm được. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, trầm giọng hỏi, Thanh Nhi, muội có thể đi tới ngày hôm nay chắc cũng đã chịu không ít khổ cực phải không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, những ngày tháng khổ cực nhất của ta là những ngày tháng không có huynh, mỗi ngày với ta đều là địa ngục. Diệp Huyên. Đạo Lăng bên cạnh chợt thấy hơi hâm mộ, mẹ kiếp, sao y không có muội muội? Thanh Nhi lại nói tiếp, họ Dương kia nói huynh quá màu mè, nhưng ta không thấy thế, ca, huynh không cần nghe ông ta nói lung tung, trên con đường tu luyện, ông ta và kiếm tu kia đều là một đám bị thịt. Nói tới vế sau, vẻ mặt nàng dần trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên nàng rất không vui trước một số việc làm của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên. Thanh Nhi nói tiếp, con đường ta luyện chú trọng chân ngã, vậy chân ngã là gì? Là bản thân mình thực thụ, tính cách của huynh là vậy, khi huynh đã có lựa chọn thì sao phải thay đổi bản thân? Rất nhiều người trên thế gian đều đang sống vì yêu cầu của người khác, giống như hệ ngân hà kia vậy, một số người từ khi sinh ra, phụ mẫu đã nói với hắn rằng con phải trở thành người như thế nào, phải làm ra sao? Vừa nói nàng vừa lắc đầu, rất nhiều người từ nhỏ đã sống theo ý muốn của người khác, đánh mất đi chính mình. Cuộc đời như vậy giống như con rối, bận rộn cả đời, hoàn toàn đánh mất chính mình, đánh mất bản tính của mình. Đạo Lăng chợt nghiêm nghị nói, tiền bối, ta cảm thấy câu này không đúng. Ta cảm thấy rất nhiều lúc phụ mẫu nói với chúng ta trở thành người như thế cũng không phải chuyện xấu. Chẳng hạn như ta, từ khi sinh ra phụ mẫu đã nói ta phải cố gắng, trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của đạo tộc, trả thù cho tộc mình. Ta thấy tuy đây là gánh nặng, nhưng cũng là trách nhiệm.
Thanh Nhi nhìn Đạo Lăng, người bị yêu cầu phải sống như vậy đó là do ngươi không có lựa chọn. Còn ca ca của ta có lựa chọn, hiểu không? Nghe vậy, vẻ mặt Đạo Lăng lại cứng đờ, trong lòng liên tục chửi rủa. Y quyết định không nói thêm nữa. Nếu nói tiếp, y sợ mình sẽ bị tức chết. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh không phải họ Dương kia, không cần phải sống theo ý của ông ta. Ông ta từng trải qua gian khổ nên muốn huynh cũng phải gian khổ, suy nghĩ này là biến thái, không lành mạnh. Nghe vậy Diệp Huyên chợt thấy hơi xấu hổ, hình như Thanh Nhi rất có định kiến về phụ thân. Thanh Nhi nói tiếp, ông ta đã từng trải qua khó khăn gian khổ, cuối cùng thành được đạo quả, ông ta cho rằng huynh cũng nên như vậy. Nhưng đại đạo trên thế gian không phải ai cũng đều cần dùng cách này. Tu đạo là tu tâm, khó khăn gian khổ mới có thể trau dồi tâm trí, nhưng đây không phải cách duy nhất, còn có nhiều cách khác nữa. Diệp Huyên nhanh chóng hỏi, còn cách gì khác nữa? Thanh Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời, tạm thời vẫn chưa tìm ra. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc, hắn lắc đầu cười, đôi khi Thanh Nhi cũng khá nghịch ngợm. Thanh Nhi lại nói, tóm lại huynh hãy cứ là chính mình. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn cười nhìn Thanh Nhi, không cần trấn áp bút đại đạo nữa đâu, ta muốn xem không có muội trấn áp nó nữa thì ta sẽ như thế nào. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, sau này ta sẽ sống theo cách của mình, nhưng ta cũng muốn trải qua gian nan, vất vả, đương nhiên ta cũng muốn xem không có muội giúp ta trấn áp thì ta có thể tiếp tục sống được nữa không? Thanh Nhi im lặng một lúc rồi bảo, được. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay, kiếm hành đạo chợt ra khỏi căn phòng ở nơi nào đó. Có cây bút trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi thanh kiếm đó xuất hiện trong căn phòng này, ngày nào nó cũng lo lắng hãi hùng, sợ thanh kiếm này không hài lòng là sẽ chém mình ngay. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, hỏi lại, huynh thật sự chắc chắn chứ? Diệp Huyên chần chừ, Thanh Nhi. Muội hỏi ta hai lần làm ta chợt thấy hơi hoảng sợ. Thanh Nhi bảo, bây giờ huynh đổi ý vẫn còn kịp. Diệp Huyên cười, không cần. Thanh Nhi gật đầu, được, ta tin huynh. Nói xong cơ thể nàng dần trở nên mờ ảo. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên chợt xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên và tiểu tháp trong cơ thể hắn chợt xuất hiện trong tay nàng. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, Thanh Nhi. Muội muốn lấy lại kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp sao? Thanh Nhi gật đầu, đúng thế. Đương nhiên nếu huynh không muốn thì ta cũng có thể không lấy lại. Diệp Huyên im lặng một lúc lâu, muội lấy lại đi. Hắn đã đồng ý. Thanh Nhi khẽ gật đầu, huynh bảo trọng nhé. Nói xong cơ thể nàng dần trở nên mờ ảo, bờ biển kia cũng dần mơ hồ. Diệp Huyên hơi tò mò, Thanh Nhi, bây giờ muội định làm gì? Thanh Nhi trả lời, đi nói chuyện với vị kia. Diệp Huyên vội hỏi, người còn lợi hại hơn cả bút đại đạo sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hỏi, muội có đánh lại được không? Thanh Nhi khẽ cười, ca, huynh biết bây giờ muội của huynh đã lợi hại nhường nào không? Diệp Huyên lắc đầu, Thanh Nhi chớp mắt, nói là vô địch thì vẫn hơi khiêm tốn một chút. Diệp Huyên, vô địch cũng còn là khiêm tốn. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thanh Nhi không nói gì nữa, biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên im lặng. Tiểu tháp không còn. Kiếm Thanh Huyên cũng không còn. Bây giờ hắn không còn bất kỳ ngoại vật nào nữa. Cổ Xuyên chợt lên tiếng, thiếu chủ, cậu còn dặn dò gì khác nữa không? Diệp Huyên khẽ cười, nói với mẫu thân ta là ta rất nhớ bà ấy, khi nào giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đi gặp bà ấy. Cổ Xuyên cười đáp, được. Nói rồi ông ta xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt, gì đây? Cổ Xuyên mỉm cười đáp, 1 triệu trụ mạch. Diệp Huyên và Đạo Lăng sững sờ. Cổ Xuyên cười nhẹ, chủ nhân nói bà ấy không thể can thiệp vào trận chiến tranh đại đạo nhưng mẫu thân cho nhi tử chút tiền lẻ là điều rất bình thường phải không? Diệp Huyên vội nói, ừ bình thường. Đạo Lăng ở bên cạnh cũng nói, vô cùng bình thường. Cổ Xuyên cười rồi bảo, vậy thiếu chủ bảo trọng nhé. Nói xong ông ta quay người biến mất ở cuối trời. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Đạo Lăng, trong nhẫn chứa đồ có tổng cộng 300.000 trụ mạch.
Đạo Lăng thẳng thốt, Diệp huynh làm thế này là có ý gì? Diệp Huyên vỗ vai Đạo Lăng, cùng nhau tu luyện. Đạo Lăng im lặng một lúc mới nói, ta cũng là người tham gia trận chiến tranh giành khí vận đại đạo, sau này có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Diệp Huyên cười bảo, trước đó chúng ta loại bỏ những người tham gia khác đã, được không? Đạo Lăng cười lớn, được. Diệp Huyên chợt đi lại lại, như đang suy nghĩ điều gì. Đạo Lăng khẽ cau mày, Diệp huynh sao thế? Vẻ mặt Diệp Huyên khá nặng nề, bây giờ chúng ta có hai vấn đề, thứ nhất là ta không có tiểu tháp, cũng có nghĩa là chúng ta không thể tu luyện như gian lận được nữa. Thứ hai, trực giác nói cho ta biết, những người tham gia vào trận chiến khí vận đại đạo ngoài hai chúng ta và Thích Thiên gia chắc chắn còn có người khác. Mà bây giờ chúng ta không biết gì về đối phương, nhưng có thể đối phương lại biết chúng ta. Không có kiếm thanh huyên, không có tiểu tháp, bây giờ phải động não nhiều hơn. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói với Thanh Nhi bảo nàng không trấn áp bút đại đạo nữa, cũng có nghĩa là thử thách mài giũa hắn chắc chắn sắp bắt đầu rồi. Mà khi gặp khó khăn, hắn cũng không thể đi tìm Thanh Nhi được đúng không? Nếu không sẽ quá mất mặt. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, dù thế nào nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của chúng ta là mau chóng nâng cao thực lực. Mà cách nhanh nhất để nâng cao thực lực chính là chiến đấu. Đạo Lăng đột nhiên nói, tới Thích tộc. Diệp Huyên bảo, đi. Nói xong hai người biến mất tại chỗ. Nếu không thể tu luyện theo cách gian lận thì chỉ có thể tu luyện theo cách bình thường. Không lâu sau hai người đã lại tới Thích tộc, vừa tới nơi, Diệp Huyên đã chợt nhảy ra, hét to, kiếm tới. Dứt lời, giây tiếp theo vô số thanh kiếm xuyên qua thời không bay trên không trung Thích tộc, phải có tới mấy trăm vạn thanh. Còn Đạo Lăng bên cạnh thì phẫn nộ hô to, vạn tượng pháp thân. Dứt lời, pháp tướng mấy vạn trượng xuất hiện từ trên bầu trời phía sau lưng y, uy áp kinh người từ trên trời cuốn xuống, như muốn nghiền nát thiên địa. Diệp Huyên đột nhiên nói, chém. Dứt lời, mấy trăm vạn thanh kiếm từ trên trời chém xuống. Đạo Lăng cũng hét lên, giết. Y hạ tay xuống, pháp tướng kia cũng tung ra một trường, sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc, bầu trời Thích tộc chợt sôi trào rồi bắt đầu bốc cháy. Mà Diệp Huyên và Đạo Lăng thì quay đầu bỏ chạy. Bên dưới, sắc mặt nhóm Thích Thiền vô cùng khó coi. Thích Thiền gằn giọng, ra tay. Một nhóm cường giả Thích tộc lập tức bay lên trời. Cuối trời phía xa, Diệp Huyên chợt dừng lại, thấy hắn dừng lại Đạo Lăng cũng nhanh chóng dừng lại, y nhìn Diệp Huyên, hơi khó hiểu hỏi, làm sao thế Diệp Huynh? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chúng ta chạy làm gì? Chẳng phải chúng ta đến để đánh bọn họ, nâng cao bản thân sao? Nghe vậy, Đạo Lăng ngẩn ra. Đúng thế. Chạy làm gì? Diệp Huyên trầm giọng bảo, quay lại. Nói xong hắn và Đạo Lăng lại quay về Thích tộc. Mà lúc này Thích tộc đã trở nên hỗn loạn. Mặc dù Thích tộc có không ít cường giả tuế nguyệt cảnh, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn chống lại được lực lượng hùng mạnh mà Diệp Huyên và Đạo Lăng phóng ra. Vẻ mặt của nhóm Thích Thiền cực kỳ khó coi, thi thoảng Diệp Huyên và Đạo Lăng lại phóng ra hai chiêu, sau đó lại chạy. Thật sự giống như ma quỷ. Đúng lúc này, Diệp Huyên và Đạo Lăng chợt quay lại. Nhìn thấy Diệp Huyên và Đạo Lăng, Thích Thiền nhíu mày. Hai người phía Diệp Huyên đang định ra tay thì một người đàn ông chậm rãi đi tới từ bầu trời phía xa. Chính là Thích Thiên. Nhìn thấy Thích Thiên, cường giả Thích tộc đang có mặt đều kích động cùng cực. Thích Thiên hiện giờ là toàn bộ hy vọng của Thích tộc bọn họ. Nhìn thấy Thích Thiên, Diệp Huyên và Đạo Lăng cau mày. Thích Thiên đi tới trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng, gã nói, Thích Nguyên đã chết, ân oán giữa Thích tộc ta và hai vị có thể kết thúc ở đây không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Đạo Lăng gật đầu, không thể. Ban đầu bị Thích tộc đuổi giết, mối thù này sao có thể nói kết thúc là kết thúc. Thích Thiên khẽ gật đầu, nếu đã vậy thì chỉ có cách đánh nhau thôi. Nói rồi gã nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng bảo, hai người các ngươi ai tới trước. Đạo Lăng cười, ta trước, trận chiến lần trước vẫn chưa đánh xong, chúng ta tiếp tục đi. Thích Thiên gật đầu, vừa đúng ý ta. Nói xong gã vào một tinh vực thời không không xác định. Hiển nhiên là không muốn đánh ở Thích tộc. Đạo Lăng cũng biến mất ngay sau đó. Tại đây chỉ còn lại Diệp Huyên và các cường giả Thích tộc.
Thích Thiền nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy cảnh giác. Tiếp xúc với Diệp Huyên, lão phát hiện ra thanh niên trước mặt mình vô cùng xấu xa, phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyên chợt nhìn Thích Thiền, Tiểu An. Dứt lời hắn chợt chau mày. Không đúng. Tiểu An đang ở trong tiểu tháp. Bị Thanh Nhi đưa đi rồi. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn đã quên mất chuyện này. Nhưng ngay sau đó Diệp Huyên lại cười. Tiểu An đi theo Thanh Nhi chắc chắn không phải chuyện xấu, không chỉ không phải chuyện xấu mà chắc chắn còn là chuyện cực kỳ tốt. Dù sao cũng là Thanh Nhi. Chỉ cần Thanh Nhi hướng dẫn một chút thì Tiểu An sẽ được nâng cao. Nhưng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Diệp Huyên lại trở nên khó coi. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp cũng tới hệ Ngân Hà cùng với Thanh Nhi. Nếu Thanh Nhi rảnh rỗi chỉ dẫn cho nó thì chẳng phải nó sẽ lên trời luôn sao? Diệp Huyên gác lại suy nghĩ, hắn nhìn nhóm Thích Thiền và cường giả tuế nguyệt cảnh của Thích Tộc, sở dĩ hắn luôn muốn đến Thích Tộc giết người, ngoài nguyên nhân bị Thích Tộc đuổi giết lúc đầu thì còn một nguyên nhân nữa, đó là Tiểu An. Lúc đầu Tiểu An đã suýt nữa thì bị Thích Tộc bao vây đánh hội đồng đến chết. Sao hắn có thể không báo mối thù này? Hắn nhất định phải tiêu diệt Thích Tộc. Ai tới cũng đều vô ích. Thích Thiền đột nhiên trầm giọng bảo, Diệp công tử, Thích Nguyên chết rồi vẫn còn chưa đủ sao? Diệp Huyên cười, đủ sao được? Thích Thiền gằn giọng, thật sự phải cá chết lưới rách à? Khóe miệng Diệp Huyên lộ ra vẻ khinh thường, chẳng phải đã như vậy rồi sao? Nói xong hắn từ từ nhắm mắt, giây sau đó một kiếm quang chợt chém về phía Thích Thiền. Trảm tương lai. Con người của Thích Thiền co rụt lại, lão vội nói, mọi người liên thủ đi. Liên thủ. Đối mặt với trảm tương lai kỳ quái của Diệp Huyên, một mình lão không thể chống đỡ được, phải mấy người cùng liên thủ mới có thể chống lại được. Mà lúc này Diệp Huyên chợt kích hoạt hoàn toàn huyết mạch chi lực. Bùm. Trong phút chốc, người Diệp Huyên trở nên đẫm máu. Huyết hải ngút trời. Hắn nở nụ cười dữ tợn, bút đại đạo. Không có Thanh Nhi trấn áp, bây giờ ngươi hãy sắp xếp cho ta đi. Ngươi sắp xếp cho ta thảm cũng được, chẳng lẽ Diệp Huyên ta lại sợ ngươi? Dứt lời xong, hắn đột ngột lao ra. Ở phía xa, vẻ mặt nhóm Thích Thiền đều vô cùng nghiêm nghị. Khí thế của Diệp Huyên lúc này đang tăng vọt. Thích Thiền hung dữ hô, giết hắn đi, cùng ra tay. Nghe lão nói thế, sáu người cùng chạy về phía Diệp Huyên. Sáu cường giả tuế nguyệt cảnh. Mà lần này Diệp Huyên không lùi bước nữa. Hắn muốn thử thách giới hạn của mình. Đoàng. Một tiếng nổ vang lên, huyết quang bắn ra tung tóe. Ngay sau đó Diệp Huyên lùi lại liên tục tới tận mấy vạn trượng. Sau khi kích hoạt huyết mạch, thực lực của hắn tăng vọt nhưng vẫn không thể chống lại được sáu cường giả tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên dừng lại, nhắm mắt rồi xòe lòng bàn tay ra kiếm tới. Đột nhiên thời không sau lưng hắn rung chuyển dữ dội, giây tiếp theo vô số thanh kiếm bay ra từ chư thiên vạn giới, trong nháy mắt, sau lưng hắn xuất hiện mấy trăm vạn thanh kiếm. Mà những thanh kiếm này đều có màu đỏ máu. Khóe miệng Diệp Huyên nở nụ cười hung ác, hắn xòe tay ra, lòng bàn tay tách ra, một giọt máu phun ra, giây tiếp theo giọt máu ấy ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Dùng huyết mạch làm kiếm. Ở phía xa, vẻ mặt nhóm Thích Thiền vô cùng nặng nề. Rốt cuộc tên này là huyết tu hay là kiếm tu? Sao cứ có những chiêu trò lạ lùng thế này? Diệp Huyên lúc này chợt nhảy vọt lên, chém. Dứt lời, mấy trăm vạn kiếm sau lưng hắn chém từ trên trời xuống. Trong thoáng chốc, kiếm chém xuống từ bầu trời của Thích Tộc như mưa, mọi thứ đều bị chúng phá tan tành. Trong mắt Thích Thiền hiện lên vẻ gớm ghiếc, giết. Dứt lời, sáu cường giả tuế nguyệt cảnh đột ngột bay lên trời. Từng luồng lực lượng khủng khiếp ập thẳng về kiếm khí của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ. Vút! Đất trời nứt lìa. Một luồng kiếm quang chém thẳng xuống. Bùm! Thời không trên trời của Thích Tộc bùng nổ, sau đó vô số kiếm khí vỡ tan. Sáu người nhóm Thích Thiền bị vô số làn kiếm khí này đẩy lùi về phía sau, còn bản thân Diệp Huyên thì cũng lùi lại mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại. Khóe miệng đã trào ra một vết máu. Ở phía xa, trên người sáu người nhóm Thích Thiền đều có vết kiếm, nhưng chút vết thương này với họ không phải là vết thương chí mạng.
Thích Thiền nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt nghiêm nghị, Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết rồi, Thích tộc ta đã phải trả cái giá nên có, ân oán giữa chúng ta có thể kết thúc tại đây được không? Lão thực sự sợ rồi. Sáu người bọn họ tuy không thua nhưng huyết mạch của Diệp Huyên thực sự quá đáng sợ, phía sau người này nếu không phải phụ thân lợi hại thì cũng là tổ tông lợi hại. Còn có nhát kiếm lúc trước nữa. Chắc chắn là có chỗ dựa, hơn nữa còn không chỉ có một người. Giờ phút này, cho dù có bảo lão giết thì lão cũng không dám giết Diệp Huyên, nếu giết hắn thì sẽ mang đến tai họa cả Thích tộc. Diệp Huyên ở đằng xa lau vết máu bên khóe miệng, hờ hững nói kết thúc. Được, ông quỳ xuống trước ta thì chuyện này. Quỳ. Thích Thiền bất chợt quỳ xuống, Diệp công tử, ta quỳ rồi. Nói xong lão còn dập đầu, Diệp công tử, chúng ta không đánh nữa, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho Thích tộc ta thì thế nào cũng được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ kiếp. Diệp Huyên ngẩn ra, các cường giả của Thích tộc đang có mặt cũng choáng váng, đặc biệt là mấy cường giả Tuế Nguyệt cảnh đi đầu, bọn họ hoàn toàn sững sờ. Thế này đã quỷ rồi. Lúc đầu mấy cường giả Tuế Nguyệt cảnh còn phẫn nộ bất bình mãi. Nhưng ngay sau đó, cơn giận của họ tan biến, trở thành sự bất lực sâu sắc. Bất lực. Trên thực tế, chiến đấu cho tới giờ, sao bọn họ lại không biết Diệp công tử trước mắt hoàn toàn không phải người mà Thích tộc có thể động đến. Cho dù lần này Diệp Huyên thất bại, bọn họ cũng không dám chém đầu hắn. Chưa nói tới Tần các chủ. Chỉ nói người tạo ra thanh kiếm phía sau Diệp Huyên và nguồn gốc huyết mạch của hắn thôi đã là điều mà Thích tộc không thể chống lại được. Cuộc chiến giữa Diệp Huyên và Thích tộc, ngay từ đầu đã định là Thích tộc thua cuộc rồi. Đây là một yêu nghiệt siêu cấp có chỗ dựa phía sau. Đánh không lại sẽ bị hắn đánh chết, đánh lại thì sẽ bị người phía sau hắn đánh chết. Dù đánh thế nào thì cuối cùng đều là chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mấy cường giả Tuế Nguyệt cảnh đầy bất lực. Thực ra sáu người bọn họ không sợ chết, sống đến lúc này bọn họ cũng muốn sống lâu hơn một chút nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ chết. Nhưng bọn họ sợ Thích tộc bị hủy diệt. Khí phách. Không ai không muốn khí phách cả, nhưng so với sự sống chết của Thích tộc thì khí phách cá nhân có là gì? Thích Thiền nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, Thích tộc ta nhận sai. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông không cần phải như vậy. Bây giờ ta đã quyết định dựa vào bản thân để giành lấy khí vận đại đạo này, ta không dựa vào phụ thân, không dựa vào muội muội, thật đấy. Thích Thiền gật đầu, ta hiểu hết. Diệp Huyên hơi cạn lời, ta thật sự đã quyết định sẽ tự mình giành lấy khí vận đại đạo này. Các ông đánh với ta đi, nếu ta đánh không lại cũng sẽ không gọi người đâu, thật đấy. Thích Thiền gật đầu, ta hiểu, nhưng chúng ta không đánh nữa. Mong Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, tha cho Thích tộc ta một lần. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Thích Thiền đột nhiên xuất hiện, gã chậm rãi đi tới trước mặt Thích Thiền đỡ lão đứng dậy. Thích Thiền lắc đầu, tộc trưởng sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Thích Thiền khẽ nói, Thích tộc ta đã trả giá rồi. Nói xong gã quay sang nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng bên cạnh Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã nói trước, Thích Thiền. Hôm trước huynh chiến đấu với Đạo Lăng, Thích Nguyên đột nhiên can thiệp, huynh cảm thấy có công bằng không? Thích Thiên lắc đầu, không công bằng. Diệp Huyên gật đầu, hai người chúng ta tới để thách đấu với huynh, chúng ta không có ý định trở thành kẻ thù với Thích tộc, nhưng Thích tộc sợ chúng ta nên đã đuổi giết hai người chúng ta. Huynh thấy có nên như vậy không? Thích Thiên nhìn Diệp Huyên, không nên. Diệp Huyên cười, vậy hai người chúng ta muốn tiêu diệt Thích tộc của huynh, có phải là điều hợp tình hợp lý không? Thích Thiên gật đầu, là ta thì ta cũng sẽ làm vậy. Diệp Huyên nói, vậy các huynh tự sát đi. Đạo Lăng. Nhóm Thích Thiên cũng sững sờ, choáng váng. Gì thế này? Diệp Huyên dửng dưng nói, ai tự thấy hổ thẹn thì tự sát đi. Nói rồi hắn nhìn về phía Đạo Lăng, huynh thấy đúng chứ? Đạo Lăng do dự giây lát rồi nói, đúng. Nói xong lòng y chưa thấy hơi đau. Lương tâm. Diệp Huyên truyền âm bằng huyền khí, Đạo Lăng huynh giao thủ với Thích Thiên kết quả thế nào? Đạo Lăng im lặng vài giây mới nói, rất mạnh, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Nhưng ta cảm thấy hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Ở đằng xa,
Thích Thiên chợt nói, Diệp huynh, Đạo Lăng huynh, ta rất xin lỗi về việc này, là thích tộc của ta quá đáng, ta sẵn sàng đại diện cho thích tộc xin lỗi hai huynh. Nói tới đây gã dừng lại một lát mới nói tiếp, để xin lỗi, ta sẽ chia sẻ cho hai huynh thứ mà một vị Tuế Nguyệt Tiên để lại. Diệp Huyên nhíu mày, thứ Tuế Nguyệt Tiên để lại. Thích Thiên gật đầu, đang định lên tiếng thì cả ba chợt ngẩng đầu, giây tiếp theo một thần lôi kinh thiên động địa giáng từ trên trời xuống, mục tiêu chính là ba người phía Diệp Huyên. Sau khi thần lôi này xuất hiện, nét mặt cả ba người đều thay đổi. Quá đáng sợ. Hơn nữa, mục tiêu của thần lôi này còn là cả ba người. Có người muốn giết họ. Là ai? Ba người chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức bay lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo. Đoàng. Thần lôi kia đột ngột nổ rung, nhưng ba người phía Diệp Huyên cũng đồng thời bị đẩy lui cả mấy chục vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể ba người đã vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, cả ba đều sững sờ. Gì thế này? Diệp Huyên nhìn về phía cuối tinh không xa xa, hắn nhìn thấy một hư ảnh đang cầm thần lôi trong tay. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các huynh có quen không? Thích Thiên lắc đầu. Đạo Lăng cũng lắc đầu. Trong tinh không, bóng mờ kia nhìn chằm chằm ba người phía này với vẻ mặt lãnh đạm, thần lôi trong tay kẻ đó lại bay ra. Bùm! Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh hà đều bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ba người phía Diệp Huyên thay đổi, Diệp Huyên hô lên, chạy. Nói xong hắn xoay người biến mất ở cuối trời. Đạo Lăng và Thích Thiên hơi sững sờ, một khắc sau, hai người hoàn hồn lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng thần lôi đó như có xương bàn chân, đuổi theo họ sát sao. Hễ nơi nào thần lôi đi qua là mọi thứ đều bị phá hủy. Bao gồm cả Tuế Nguyệt chi lực. Trong tinh không, nhóm Diệp Huyên tăng tốc độ đến cực hạn, tuy nhiên, khoảng cách giữa thần lôi và họ vẫn càng ngày càng gần. Diệp Huyên trầm giọng nói, cứ chạy thế này sẽ bị đuổi kịp mất. Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, huynh có kế gì hay không? Diệp Huyên im lặng. Thích Thiên lưỡng lự giây lát rồi nói, đánh thử một trận. Diệp Huyên nhìn gã, huynh lên trước đi. Thích Thiên vội lắc đầu, cùng lên mới được. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, thực lực của người đó vượt xa ba người chúng ta, vừa nãy chúng ta khinh địch nên cơ thể mới bị hủy diệt, bây giờ cùng lên có khác nào tự tìm cái chết. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm một nơi an toàn. Thích Thiên vội hỏi, nơi nào an toàn? Diệp Huyên đáp, tới rồi. Hắn vừa dứt lời thì K3 đã tới được Tiên Bảo Các. Vừa đến Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt ba người, khi nhìn thấy thần lôi sau lưng họ, ông ta thoáng chốc biến sắc, trời ạ, Diệp công tử, cậu làm gì vậy? Diệp Huyên ngẩn ra, tiền bối, ông nói gì thế, ta không hiểu. Ba người chúng ta đến để mua đồ mà. Ông lão đeo mặt nạ chỉ ra sau lưng Diệp Huyên, thần lôi kia. Diệp Huyên vội nói, không liên quan đến chúng ta, có thể là nó tới tìm ông gây sự đấy. Ông lão đeo mặt nạ. Ba người nhóm Diệp Huyên chuồn thẳng vào Tiên Bảo Các. Ông lão đeo mặt nạ hét lên, tế trận. Một bức màn sáng khổng lồ lập tức bao phủ Tiên Bảo Các. Thần lôi giáng xuống. Đùng đoàng. Bức màn sáng cực lớn rung chuyển dữ dội sau đó vỡ tan, cả Tiên Bảo Các cũng nứt ra, nhưng không hoàn toàn sụp đổ. Bên trong Tiên Bảo Các, ba người nhóm Diệp Huyên đều kinh hãi. Đạo Lăng trầm giọng bảo, thật đáng sợ. Thích Thiên gật đầu, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thật ác liệt. Nói rồi gã nhìn Diệp Huyên, lo lắng hỏi, Diệp huynh, nếu phân hội Tiên Bảo Các này cũng không chặn nổi thì phải làm sao? Diệp Huyên cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó nói, tới phân hội khác. Thích Thiên. Đạo Lăng. Diệp Huyên quay đầu nhìn hai người bọn họ, các huynh còn cách nào khác không? Cả hai lắc đầu nguầy nguậy rồi đồng thanh nói, chúng ta nghe theo Diệp huynh. Bên ngoài Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ nhìn hư ảnh ở nơi sâu trong tinh không với vẻ mặt nghiêm nghị cực độ, các hạ, nơi này là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Nghe vậy tay phải của hư ảnh chợt siết chặt lại. Tần Quan. Gã từng giao chiến với người phụ nữ này, lúc đó vạn kiếp chi thể của gã đã vỡ tung thành từng mảnh. Hư ảnh vốn định ra tay nhưng lại có vẻ hơi sợ. Gã vẫn khá rẻ chừng Tần Quan.
Người phụ nữ ấy rất đáng sợ. Một lúc sau, hư ảnh mới thấp giọng bảo, ta muốn tìm ba người kia, ông bảo bọn chúng ra đây đi. Cuối cùng gã vẫn không dám ra tay. Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự nhưng rồi vẫn nói, chờ ta một lát. Nói xong ông ta nhanh chân đi vào tiên bảo các, tới trước mặt Diệp Huyên rồi cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối, lúc trước ông từng nói ông và tần quan cô nương không can thiệp vào trận chiến tranh khí vận đại đạo đúng không? Ông ta vội vàng gật đầu, đúng thế. Chúng ta không tham gia vào trận chiến lần này, vậy nên Diệp công tử xem. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối, người đó có quan hệ gì với trận chiến tranh khí vận đại đạo? Vẻ mặt của ông lão đeo mặt nạ cứng ngắc. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra rồi bảo, tiền bối, theo ta được biết, có lệnh này thì sẽ được tiên bảo các bảo vệ, đúng không? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng. Diệp Huyên đưa lệnh huyền thiên cho ông ta, tiền bối. Nhưng ông ta lại cười khổ, Diệp công tử, ta cũng không đánh lại được người đó. Hoàn toàn không đánh lại được, chỉ có tần các chủ của chúng ta là đánh được ông ta thôi. Diệp Huyên nói, giúp ta kéo dài nửa canh giờ sau, ba chúng ta sẽ đi. Ông lão đeo mặt nạ hơi khó xử. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn quay đầu nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi. Đạo Lăng và Thích Thiên do dự một lúc rồi cũng rời đi. Cả ba người đều đi rất chậm. Đạo Lăng dùng huyền khí để truyền âm, Diệp Huynh, đi thật à? Diệp Huyên nói, ông ta sẽ giữ chúng ta lại. Đạo Lăng gật đầu, được. Khi ba người gần tới cửa, ông lão đeo mặt nạ vẫn không nói gì. Đạo Lăng chần chừ, Diệp Huynh, hình như ông ta không có ý giữ chúng ta lại, phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, ba người đã bước ra khỏi cửa, vừa ra đã thấy hư ảnh ở chân trời phía xa. Hai tay hư ảnh ấy đang cầm thần lôi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều có chút thay đổi. Đạo Lăng cất lời, Diệp Huynh. Diệp Huyên, thôi, quay lại đi. Đạo Lăng chần chừ, có phải là hơi mất mặt không? Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, mất mặt hay mất mạng, Huynh tự chọn đi. Nói rồi hắn quay người đi vào. Đạo Lăng do dự vài giây rồi cũng quay lại. Mất mặt vẫn còn hơn là mất mạng. Thích Thiên thấy hai người quay lại thì cũng hơi phân vân, thực sự hơi khó để hạ mình. Lúc này, hư ảnh kia nhìn chằm chằm vào Thích Thiên, một luồng uy áp vô hình bao trùm cơ thể Thích Thiên, cảm nhận được mức độ kinh khủng của uy áp này, gã vội quay người trở về tiên bảo các. Chết tiệt, không cần thể diện nữa. Trong tiên bảo các, ông lão đeo mặt nạ nhìn ba người không biết xấu hổ trước mặt, thật sự thấy hết cách. Ba người này đã nhất quyết không chịu đi rồi. Đuổi đi. Vấn đề là dù họ không thể đánh thắng tên bên ngoài, nhưng không có nghĩa là không đánh thắng ông ta. Hơn nữa một khi trở mặt, với mức độ mặt dày của ba người này, rất có thể bọn họ sẽ cướp sạch đồ trong tiên bảo các. Khó xử quá. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thở dài, ba vị, ta có thể tranh thủ chút thời gian cho ba vị, nhưng ta không biết có thể tranh thủ được bao lâu. Diệp Huyên vội gật đầu, được, chỉ cần thân thể của chúng ta hồi phục, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự, sau đó nói, cậu chắc chứ? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đảm bảo bằng nhân phẩm. Nét mặt ông lão đeo mặt nạ cứng đờ. Nhân phẩm? Cậu có nhân phẩm sao? Ông lão thầm than thở, không nói gì thêm mà đứng dậy rời đi. Trong phòng. Lúc này ba người Diệp Huyên bắt đầu đắp nặn lại thân thể. Việc cấp bách bây giờ là khôi phục thân thể khôi phục mới có thể chiến đấu với tà ảnh kia. Trước đó, họ đúng là khinh địch quá rồi. Ông lão đeo mặt nạ đi tới trước mặt hư ảnh trong tinh không kia, ông ta hơi do dự, sau đó nói, bọn họ không ra ngoài. Hư ảnh không nói gì, nhưng xung quanh lại xuất hiện một uy thế đáng sợ. Ông lão đeo mặt nạ vội nói, các hạ, nếu các hạ muốn ra tay với tiên bảo các, thì ta chỉ có thể gọi các chủ đến thôi. Hư ảnh bình tĩnh nói, ông đang uy hiếp ta sao? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, các hạ, khi nãy ta đã nói chuyện với họ rồi, một khi thân thể của họ hồi phục, họ sẽ lập tức chiến đấu với ngươi. Hư ảnh im lặng. Ông lão cũng không nói gì nữa. Nói thật,
Ông ta cũng không sợ lắm, dù không đánh lại người trước mặt, nhưng sau lưng ông ta còn có Tần Quan. Không thể không nói, có người chống lưng đúng là thoải mái, làm gì cũng tự tin hơn. Một lát sau, hư ảnh nói, ta sẽ đợi bọn họ. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, hư ảnh chậm rãi siết chặt tay phải, không biết đang nghĩ gì. Trong Tiên Bảo Các, thân thể của ba người Diệp Huyên đã hồi phục. Diệp Huyên nhìn ông lão đeo mặt nạ trước mặt, trầm giọng hỏi, tiền bối, người đó là ai? Ông lão đáp, kiếp chủ, sống theo số mệnh, bản thể của gã là một kiếp lôi, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao gã muốn giết ba người chúng ta? Ông lão đeo mặt nạ nói với giọng điệu nặng nề, gã muốn nuốt chửng khí vận đại đạo của các cậu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, khí vận đại đạo này có thể hấp thu được sao? Ông lão gật đầu. Ông ta trầm giọng nói, năm đó người này cũng từng tham gia tiêu diệt tà linh tộc, thực lực rất đáng sợ, chắc chắn ba người các cậu hiện tại không thể nào chống lại được. Diệp Huyên vội nói, vậy chúng ta có thể ở lại đây thêm một lúc không? Ông lão đeo mặt nạ hơi chần chừ, sau đó nói, thật ra ba người các cậu liên thủ vẫn có thể chiến đấu được. Diệp Huyên cười to, sau đó nói, tiền bối, xin cảm ơn trước. Ơn tình này, ba người chúng ta sẽ nhớ kỹ. Tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng vội vàng đi theo. Trong nhà, ông lão im lặng. Lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta, ra ra. Ba người này đều là thiên tài tuyệt thế, vì sao không lợi dụng lúc này tạo dựng quan hệ với họ? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu cười khổ, ta có tư cách gì mà tạo dựng quan hệ với họ? Cho họ ở lại đây, có lẽ họ sẽ không sao, nhưng có thể mấy trăm người của chúng ta đều phải chết. Thanh niên vội nói, không phải chúng ta có thể liên lạc với các chủ sao ạ? Ông lão lắc đầu cười khẽ, nhưng không nói gì. Bên ngoài. Ba người Diệp Huyên đi trong không trung, nhìn kiếp chủ ở phía xa, nét mặt cả ba đều vô cùng nặng nề. Quá mạnh. Sau khi đạt đến tuế nguyệt, ba người gần như là một tồn tại vô địch trong những người cùng cấp bậc, nhưng đối mặt với vị kiếp chủ này, họ vẫn cảm thấy một áp lực vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên nói, hai người tin tưởng ta không? Nghe vậy, hai người lập tức hơi do dự. Diệp Huyên đen mặt, thái độ của hai người là sao đấy? Đạo Lăng cười khổ, Diệp huynh, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu, người này rất đáng sợ, nếu huynh không nghiêm túc, ta cảm thấy chúng ta đều phải chết ở đây đấy. Thích Thiên cũng vội nói, không thể làm bừa được. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Hai người đối mặt giữ chân gã, ta sử dụng kiếm. Đạo Lăng gật đầu, được, dứt lời, y tung người nhảy lên, một khắc sau. Một pháp tướng khổng lồ xuất hiện ở chân trời sau lưng y, Đạo Lăng nhìn xuống hư ảnh bên dưới, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, sau đó đánh ra một quyền. Chân trời, một quyền ấn vạn trượng đánh thẳng về phía kiếp chủ, lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến tinh không sôi trào. Lúc này, Thích Thiên cũng đột nhiên biến mất, một khắc sau, những tàn ảnh đáng sợ áp đảo về phía kiếp chủ. Diệp Huyên ở bên cạnh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang ngồi thiền. Kiếp chủ ở phía xa vẫn đang rất bình tĩnh, khi quyền ấn và những tàn ảnh kia bay đến trước mặt gã đột nhiên mở lòng bàn tay, tia chớp trong lòng bàn tay biến thành một tia lôi quang bay ra. Quyền ấn kia lập tức vỡ tan, không chỉ có thể, Đạo Lăng ở phía xa cũng lập tức lùi lại mấy trăm nghìn trượng, pháp tướng của y cũng lập tức biến thành hư vô. Thích Thiên vừa xông đến trước mặt kiếp chủ đột nhiên bay xa mấy trăm nghìn trượng, vô số tàn ảnh biến mất. Nhưng kiếp chủ kia cũng liên tục lùi lại, dù hơi chậm nhưng đúng là có lùi lại. Lúc này, một tia kiếm quang xuất hiện trên đầu kiếp chủ híp mắt, gã bình tĩnh nâng tay phất một cái lên trên, một tia lôi quang đánh thẳng lên trên kiếm quang kia. Oanh! Kiếm quang vỡ tan. Nhưng một khắc sau, lại có một tia kiếm quang xuất hiện ở giữa chân mày của kiếp chủ, không chỉ có thể còn có mấy trăm thanh kiếm lần lượt xuất hiện. Những thanh kiếm này đều đâm về phía những vị trí và thời gian khác nhau của gã. Thấy cảnh này, kiếp chủ hơi nhíu mày, gã siết chặt tay phải, sau đó đánh một cái về phía trước. Trong nháy mắt, thời không trước mặt gã lập tức lõm vào, biến thành một vòng xoáy khổng lồ,
nhưng hoàn toàn vô dụng, vì gã chỉ đánh tan được chiêu kiếm của thời gian này, mà chiêu kiếm của thời gian tiếp theo, gã hoàn toàn không làm gì được. Kiếp chủ thầm thấy ngạc nhiên, gã không thể liên tục ngăn cản được. Oanh oanh oanh! Từng tia kiếm quang không ngừng đánh tới trước mặt kiếp chủ không thể không lùi lại, lùi tận mấy trăm trượng. Kiếm của Diệp Huyên không ngừng xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận. Lúc này, kiếp chủ đột nhiên ngẩng đầu, gã vung tay phải, phía chân trời có một tia thần lôi đánh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn nâng nhẹ ngón tay cái bên tay trái. Vút! Một tia kiếm quang bay lên cao, chém thẳng lên trên thần lôi kia. Ầm! Kiếm quang vỡ tan, thần lôi thì vẫn rơi xuống. Diệp Huyên càng nhíu chặt mày hơn, hắn biết rõ ý đồ của kiếp chủ này, đối phương muốn cắt ngang hành động của hắn, như thế, chiêu kiếm chạm tương lai của hắn sẽ không thể không dừng lại. Lúc này, một quyền ấn đột nhiên đánh lên trên thần lôi kia. Oanh, thần lôi ầm ầm vỡ tan. Đạo lăng xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, y nhìn kiếp chủ phía xa, nét mặt trở nên dữ tợn, ăn một quyền của lão tử đi. Dứt lời, y siết chặt tay phải, trong nháy mắt, một lực lượng đang sợ tập trung vào trong cú đấm của y. Một khắc sau, y lao về phía trước, lúc đến trước mặt kiếp chủ, y chợt đánh xuống một phát. Ầm! Trong nháy mắt, thời không xung quanh kiếp chủ lập tức sụp đổ. Lực lượng thật sự quá đáng sợ. Giữa vô số kiếm quang, trong mắt kiếp chủ lóe lên vẻ dữ tợn, gã siết chặt tay phải, sau đó đấm một phát lên nắm đấm của đạo lăng. Ầm! Đạo lăng bị cú đấm đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể của y lập tức bị nứt, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Lúc này, y cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp nổ tung. Mà phía xa, kiếp chủ vừa mới đánh bay đạo lăng lại trở về đỡ kiếm của Diệp Huyên, nhưng lúc này, một tàn ảnh lao tới sau lưng kiếp chủ, sau đó đấm một phát vào gáy của gã. Bốp! Kiếp chủ bay ra mấy trăm trượng, gã còn chưa kịp dừng lại, mấy trăm thanh kiếm đã chém lên người gã. Xoẹt 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 xoẹt! Tiếng xé rách không ngừng vang lên, trong kiếm quang, kiếp chủ liên tục lùi lại, trong lúc lùi lại, có vô số tia kiếm chém tới. Những tia kiếm nối tiếp nhau một cách hoàn mỹ, hoàn toàn không cho gã có cơ hội nghỉ xả hơi. Lúc này, Đạo Lăng và Thích Thiên lại xông về phía kiếp chủ. Hai người đều biết rõ đạo lý thừa nước đục thả câu, lúc này nhất định phải giết chết kiếp chủ. Phía xa, trên mặt Diệp Huyên ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển trảm tương lai với cường độ cao như thế, quá mất sức. Vì hắn phải tính toán mỗi một bước lùi của kiếp chủ và đối phương có thể sẽ có phản ứng gì. Nhất định phải tính toán tất cả, chỉ như thể mới có thể chém đến mức đối phương không thể chú ý đến thứ gì khác. Một kiếm lại một kiếm. Dưới sự tấn công điên cuồng của ba người nhóm Diệp Huyên, kiếp chủ không ngừng lùi lại, trong nháy mắt đã lùi mấy trăm nghìn trượng, mà lúc này, trên người gã vết thương chồng chất, thân thể gần như sắp bị kiếm của Diệp Huyên chém thành mảnh vụn. Lúc này, kiếp chủ đột nhiên hét to, cút. Dứt lời, gã lập tức phứt bỏ thân thể, linh hồn thoát khỏi người bay lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, vô số tia kiếm của Diệp Huyên chém vào trong không khí. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, hắn vội vàng ngẩng đầu, đang muốn xuất kiếm thì kiếp chủ ở chân trời đột nhiên đánh xuống một chưởng. Ầm! Trong nháy mắt, mấy trăm nghìn tia kiếp lôi đánh xuống từ chân trời, ầm ầm. Lúc này, toàn bộ tinh không như bị đánh sập, ba người nhóm Diệp Huyên bị đánh lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Vừa mới dừng lại, thân thể cả ba đồng thời vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Sắc mặt cả ba người đều tái mét, ánh mắt vô cùng nặng nề. Chân trời phía xa, kiếp chủ nhìn ba người nhóm Diệp Huyên với nét mặt dữ tợn, con kiến chết tiệt. Nếu không vì ngày đó Tần Quan phá hủy kiếp thể của ta, thì một con kiến như ngươi có thể làm ta bị thương chắc. Dứt lời, gã siết chặt hai tay, vô số lôi quang lập tức xuất hiện xung quanh gã, uy áp đáng sợ cuộn trào từ chân trời. Đạo Lăng và Thích Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, chiều này, bọn họ chắc chắn không đỡ được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy cây súng lấy được từ Tần Quan ra, hắn chĩa vào kiếp chủ, bình tĩnh nói, có phải lúc trước Tần cô nương đã dùng cái này để bắn vỡ thân thể ngươi không? Thấy thứ trong tay Diệp Huyên, sắc mặt kiếp chủ lập tức thay đổi. Thấy thế, Diệp Huyên đột nhiên hét lên, người đến đây đi. Giọng nói hơi run rẩy.
Kiếp chủ. Không thể không nói, lúc này kiếp chủ thật sự có hơi sợ. Trước kia gã đã từng được trải nghiệm uy lực của vũ khí này, phát súng đó đã bắn nổ tung vạn kiếp chi thể của gã. Bây giờ nghĩ lại, gã vẫn còn thấy sợ hãi. Hơn nữa, lúc này gã đã không phải là vạn kiếp chi thể nữa, nếu lại ăn thêm một phát súng, dù không chết thì thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ vậy, kiếp chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người biến mất ở cuối tinh không. Chạy rồi. Thấy cảnh này, Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng nở nụ cười khinh thường, hắn chĩa súng về phía xa, không nói một lời. Đầu tiên, Đạo Lăng và Thích Thiên thoáng sửng sốt, sau đó thay đổi sắc mặt. Kiếp chủ này vẫn chưa đi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, kiếp chủ, lẩn trốn làm gì? Xuất hiện đi. Không ai đáp lại. Đạo Lăng và Thích Thiên tỏ vẻ đề phòng, bọn họ dùng thần thức quét một vòng, nhưng lại không thấy gì cả. Bọn họ lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Huyên cười khẽ, ông cho rằng ta không phát hiện ra ông ư. Đúng là buồn cười. Vẫn không một lời đáp lại. Diệp Huyên híp mắt, huyền khí trong người truyền vào vũ khí trên tay. Lúc này, thời không phía xa hơi rung động, một khắc sau, kiếp chủ trời đi trước đó lại xuất hiện. Thấy thế, Đạo Lăng và Thích Thiên thầm thấy kinh hãi, người này đúng là vẫn chưa đi. Kiếp chủ nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Diệp Huyên châm chọc, ông nghĩ cách lẩn trốn của ông lợi hại lắm à? Đúng là buồn cười. Kiếp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó xoay người biến mất. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, thoáng thả lỏng người. Sao lại phát hiện ra kiếp chủ? Đương nhiên là đoán rồi. Theo suy đoán của hắn, chắc chắn đối phương không thể nào từ bỏ ý đồ giết chết ba người họ, mà đối phương lại kiêng dè khẩu súng trong tay hắn nhất. Nếu khi nãy hắn tỏ vẻ khác thường hoặc thả lỏng, chắc chắn đối phương sẽ lập tức ra tay. Mà hắn đã đoán đúng. Đạo Lăng ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, hơi tò mò, Diệp Huynh, sao Huynh phát hiện ra gã vậy? Thích Thiên cũng nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt tò mò. Khi nãy hai người đều dùng thần thức quét qua nhiều lần, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra kiếp chủ. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó chỉ vào đầu mình rồi xoay người rời đi. Đạo Lăng nhíu mày, hắn có ý gì? Thích Thiên chần chừ rồi đáp, hình như là nói chúng ta không có đầu óc. Đạo Lăng. Trong một tinh không nào đó, ba người Diệp Huyên ngồi đối diện nhau. Phục hồi thân thể. Một canh giờ sau, thân thể ba người đều đã khôi phục, nhưng nét mặt cả ba đều hơi nặng nề. Kiếp chủ kia thật sự quá mạnh. Diệp Huyên đột nhiên nói, gã sẽ còn quay lại. Đạo Lăng và Thích Thiên im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, khi nãy chúng ta có thể phá hủy thân thể của gã là vì gã khinh địch, lúc đầu, gã cũng hơi xem thường chúng ta, sau đó bị chúng ta đánh đến mức trở tay không kịp. Hai người gật đầu. Diệp Huyên lại nói, ta cảm thấy, có lẽ gã không chỉ có một mình, rất có thể gã đại diện cho một thế lực nào đó. Nghe vậy, Thích Thiên và Đạo Lăng sửng sốt, bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, sao Huynh lại nghĩ gã đại diện cho một thế lực nào đó? Diệp Huyên giải thích, khi nãy lúc ở Tiên Bảo Các, ông lão đeo mặt nạ có nói một câu, nói bọn họ tiêu diệt tà linh tộc, mà gã là một người trong số đó, một trong số, có nghĩa là vẫn còn người khác. Nghe vậy, Thích Thiên và Đạo Lăng lập tức xa sầm mặt. Mỗi kiếp chủ đã đáng sợ như thế, nếu sau lưng gã còn có một thế lực khổng lồ thì còn làm gì được nữa? Hai người như nhớ ra điều gì, đều nhìn về phía Diệp Huyên, Đạo Lăng nghiêm túc hỏi, Diệp Huynh, Huynh có cách gì chống lại kiếp chủ và thế lực sau lưng gã không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp đánh, bây giờ chắc chắn chúng ta đánh không lại, trốn chắc chắn cũng trốn không thoát. Cường giả cấp bậc thế này, chúng ta chạy đi đâu cũng đều vô dụng. Nghe vậy, sắc mặt hai người Đạo Lăng đều trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên đột nhiên nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là nâng cao thực lực, nhưng chúng ta cần thời gian, hơn nữa, chắc chắn kiếp chủ sẽ không cho chúng ta thời gian. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện, hắn thúc giục lệnh huyền thiên, ông lão đeo mặt nạ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão đeo mặt nạ hành lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông ta, ở vũ trụ này,
nơi nào là nguy hiểm nhất? Ông lão ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có ba nơi, cấm địa Chu tộc, bờ bên kia của dòng sông Tuế Nguyệt và cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Ông lão nhìn ba người họ, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày, nói rõ hơn đi. Ông lão đeo mặt nạ đáp, nếu các cậu đi thì sẽ chết chắc. Diệp Huyên lại hỏi, trong ba nơi này, nơi nào nguy hiểm nhất? Ông lão đeo mặt nạ nghiêm túc trả lời, cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên gật đầu, cho ta một tấm bản đồ. Ông lão hơi chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, chỗ đó thật sự không đến được đâu. Diệp Huyên vội nói, vậy ta sẽ đến Tiên Bảo Các. Ông lão đeo mặt nạ lập tức lấy một bản đồ ra đưa cho Diệp Huyên, đây là bản đồ của cổ mộ Tinh Không. Diệp Huyên. Một lát sau, ông lão rời đi. Diệp Huyên nhìn bản đồ trước mặt, sau đó nói, chúng ta phải đi đến cổ mộ Tinh Không này. Đạo Lăng thoáng chần chừ, Diệp Huynh, Huynh có thể nói lý do không? Diệp Huyên nhẹ giọng giải thích, với thực lực của chúng ta hiện tại, chắc chắn không thể nào chống lại kiếp chủ, cho nên lúc này, chúng ta phải mượn sức. Đạo Lăng hơi nghi ngờ, cổ mộ Tinh Không này sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên lắc đầu, đương nhiên là không. Đạo Lăng ngạc nhiên. Diệp Huyên lại nói, cũng vì thế, cho nên chúng ta mới phải đi. Chúng ta phải giao bán mình, hiểu không? Thích Thiên ở bên cạnh thoáng do dự rồi hỏi, Diệp Huynh, giao bán mình mà Huynh nói là có ý gì? Diệp Huyên đáp, lát nữa các Huynh cứ hành động theo ta là được. Dứt lời, hắn lập tức biến mất ở cuối tinh không. Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn nhau, sau đó cũng cùng hắn biến mất ở cuối chân trời. Ở một nơi khác, ông lão đeo mặt nạ của Tiên Bảo Các nhìn lên chân trời, hơi khó hiểu, Diệp công tử này muốn làm gì? Đi nộp mạng à? Chu tộc. Trong một căn phòng, Chu U đang ngồi im, nét mặt cực kỳ nặng nề. Kiếp chủ. Nàng ấy không có quen biết với kiếp chủ, đây không phải trọng điểm là đối phương dám đồng thời truy sát ba người có khí vận đại đạo. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện trong phòng. Thấy ông ta, Chu U kinh ngạc, vội vàng đứng lên chào hỏi, ra ra. Chu Khô, tộc trưởng đương nhiệm của Chu tộc. Chu Khô cười nói, nhà đầu, cháu cảm thấy bây giờ Chu tộc chúng ta nên làm gì? Chu U lắc đầu, mọi chuyện đều nghe theo ra ra. Chu Khô nhìn Chu U, ta muốn nghe ý kiến của cháu. Chu U thầm hoảng hốt, đây là đang kiểm tra nàng ấy ư? Chu U im lặng một lát rồi đáp, cháu vốn muốn làm thân với Diệp Huyên, nhưng bây giờ, chuyện này quá nghiêm trọng, chỉ cần sơ sẩy, Chu tộc ta có thể sẽ không thể quay đầu, vì thế, cháu muốn im lặng xem tình hình. Chu Khô im lặng. Chu U chần chừ một lúc rồi hỏi, ra ra. Chu Khô khẽ cười, nhà đầu, cháu vẫn còn quá trẻ tuổi, dù rất cẩn thận, nhưng lại không đủ quyết đoán. Chu U vội nói, xin ra ra chỉ dạy. Chu Khô cười hỏi, cháu cảm thấy Tần các chủ thế nào? Chu U nghiêm túc đáp, là một người hiếm thấy. Chu Khô khẽ mỉm cười, mắt nhìn của nàng thì sao? Nghe vậy, con người của Chu U bỗng nhiên co lại. Nàng ấy hiểu rồi. Tần quan xem trọng ai? Đương nhiên là Diệp Huyên. Ngay cả một người hiếm thấy như Tần quan cũng xem trọng Diệp Huyên thì có nghĩa là gì? Trong tinh không. Ba người Diệp Huyên không ngừng di chuyển. Càng đến gần cổ mộ tinh không trên bản đồ, cả ba người càng cảm thấy bất an. Nguy hiểm. Lúc này, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, nơi chúng ta muốn đến lần này rất nguy hiểm. Thích Thiên vội gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, vậy kiếp chủ kia có nguy hiểm không? Hai người im lặng. Diệp Huyên khẽ cười nói, đừng sợ, có ta ở đây. Dứt lời, hắn biến mất ở phía xa. Thích Thiên và Đạo Lăng đứng tại chỗ nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo. Khoảng nửa canh giờ sau, ba người nhóm Diệp Huyên đi tới một tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Sâu trong tinh không này, ba người nhìn thấy mười mấy ngôi mộ cổ, mười mấy ngôi mộ sừng sững trong tinh không, yên tĩnh và hoang vu. Mà lúc này, nét mặt của ba người đều vô cùng nặng nề. Nguy hiểm. Khi đi tới nơi này, bọn họ cảm nhận được một sự nguy hiểm còn hơn cả đối diện với kiếp chủ. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, Diệp Huynh,
phải làm sao đây? Diệp Huyên đột nhiên đi tới trước ngôi mộ cổ lớn nhất, lúc này, một khí thế đáng sợ bao phủ lấy ba người họ. Dưới sự bao phủ của khí thế đáng sợ ở nơi này, ba người đều cảm thấy không thở nổi. Quá kinh khủng. Ba người đều thấy sợ hãi. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, tiền bối, có thể nói chuyện không? Lúc này, một hư ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hư ảnh mơ hồ kia giống như u linh, vô cùng kỳ quái. Diệp Huyên cúi người, tiền bối, chào ngài, chúng ta đến là để mong tiền bối giúp đỡ. Đạo Lăng, Thích Thiên, hư ảnh khàn giọng hỏi, tại sao ta phải giúp ngươi? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tiền bối, ngài cảm thấy ba người chúng ta thế nào? Hư ảnh im lặng một lát rồi đáp, người có khí vận đại đạo, đương nhiên không tệ. Diệp Huyên cười nói, thiên tài chưa trưởng thành cũng không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ ba người chúng ta bị kiếp chủ đuổi giết, chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp đỡ, kết một thiện duyên. Hư ảnh lại hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn thẳng vào hư ảnh, hôm nay tiền bối giúp chúng ta, nếu ba người chúng ta không chết, sau này, chúng ta sẽ trả mối ơn này. Sau đó, hắn nghiêm túc nói tiếp, bây giờ chúng ta không thể cho tiền bối cái gì, nhưng tương lai sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch thời đại. Không, không cần sau này. Chỉ cần một năm thôi, một năm sau, ba người chúng ta sẽ vô địch trong tinh không này, bây giờ tiền bối giúp chúng ta, mỗi người chúng ta đều mang ơn ngài, bây giờ ơn nghĩa này không đáng giá, nhưng tương lai thì sao? Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi mới tiếp tục, tiền bối, ba người chúng ta thật sự rất giỏi, ngài nhìn khắp chư thiên vạn giới xem có người trẻ tuổi này xuất sắc hơn ba người chúng ta không? Ngài có thể thử đầu tư. Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh lập tức thấy hơi ngượng ngùng. Dù họ cũng cảm thấy bản thân rất xuất sắc, nhưng khoác lác thế này họ không thể nào làm được. Hư ảnh trước mặt Diệp Huyên im lặng. Một lúc lâu sau đó, hư ảnh nói, coi như ngươi lợi hại. Diệp Huyên. Hư ảnh lại hỏi, chàng trai trẻ, ngươi có biết kiếp chủ kia là người phương nào không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, không biết, nhưng ta biết tiền bối không sợ gã. Hư ảnh cười nói, thấy bằng cách nào? Diệp Huyên cười đáp, nếu tiền bối sợ gã thì đã không nghe ta nói nhiều như thế rồi. Hư ảnh gật đầu, đúng là ta không sợ gã, nhưng cũng không muốn động vào gã và thế lực sau lưng gã. Diệp Huyên lại nói, một năm, tiền bối chỉ cần bảo vệ chúng ta một năm thôi. Hư ảnh im lặng một lát rồi đáp, ta không thể bảo vệ các ngươi một năm được, nhưng ta có thể tìm cho các ngươi một nơi, các ngươi có thể đi đến đó. Vì kiếp chủ không dám tùy tiện đến nơi đó, có điều nơi đó vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên hỏi, đó là đâu? Hư ảnh đáp, Thái Cổ Thần Địa, một cấm địa với nền văn minh cổ xưa, dù là cường giả tuế nguyệt cũng không dám tùy tiện đặt chân đến nơi đó. Đương nhiên là nơi đó cũng có cơ duyên. Diệp Huyên im lặng. Hư ảnh nói tiếp, người tự lựa chọn đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, Đạo Lăng cất lời, nghe theo huynh. Thích Thiên cũng gật đầu, nghe theo Diệp Huynh. Diệp Huyên nói, chúng ta đi. Hư ảnh nhắc nhở, phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyên cười đáp, suy nghĩ kỹ rồi. Hư ảnh gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, trước mặt ba người Diệp Huyên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Hư ảnh nói, tiến vào trận pháp này là có thể đến Thái Cổ Thần Địa. Đạo Lăng và Thích Thiên vừa định đi vào thì Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối xưng hô thế nào? Hư ảnh cười đáp, A Hoang. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói tiếp thì chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một khí thế đáng sợ, cùng lúc đó, xung quanh có lôi quang lóe lên. Kiếp chủ. Thấy thế, sắc mặt ba người Diệp Huyên hơi thay đổi. A Hoang nói, các ngươi đi vào đi, ta sẽ ngăn hắn lại. Diệp Huyên cúi chào, A Hoang tiền bối, ơn tình này, ba người chúng ta xin ghi nhớ. A Hoang cười nói, hy vọng ngươi sẽ nhớ lời mình nói hôm nay. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Nói xong, hắn dẫn Đạo Lăng và Thích Thiên tiến vào truyền tống trận. Ba người Diệp Huyên vừa biến mất, kiếp chủ kia đã xuất hiện. Kiếp chủ nhìn A Hoang, ông muốn nhúng tay vào chuyện này ư. A Hoang lạnh nhạt nói, bọn họ đã đi đến Thái Cổ Thần Địa rồi, nếu ngươi ta gan thì có thể đuổi theo. Thái Cổ Thần Địa, nghe vậy, sắc mặt kiếp chủ lập tức trở nên khó coi.
mà A Hoang lại không thèm quan tâm đến gã, lập tức biến mất. Kiếp chủ đứng im tại chỗ một lát, sau đó biến mất. Sau khi tiến vào truyền tống trận, ba người nhóm Diệp Huyên lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, không lâu sau đó, họ xuất hiện trong một dãy núi, ba người nhìn một vòng xung quanh là dãy núi vô tận, không thể thấy được điểm cuối. Diệp Huyên cất lời, tìm một nơi dừng chân trước đã. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó biến mất, trong nháy mắt, hắn đã đi tới đỉnh một dãy núi. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng đuổi theo sau. Từ vị trí này có thể nhìn xuống dãy núi mờ mịt bên dưới. Diệp Huyên chợt nói, các huynh có phát hiện vấn đề gì không? Đạo Lăng hơi nghi ngờ, vấn đề gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nơi này quá yên tĩnh. Nghe vậy, lúc này Đạo Lăng và Thích Thiên mới phát hiện ra, Diệp Huyên nói đúng, sau khi họ đến nơi này yên tĩnh đến mức hơi bất thường. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này có một tồn tại mạnh mẽ. Mà chắc chắn là đối phương đã phát hiện ra chúng ta. Đạo Lăng hỏi, vậy phải làm sao đây? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi nói, nếu tiền bối đã phát hiện ra chúng ta, thì sao không xuất hiện gặp gỡ? Hắn vừa dứt lời, một ông lão đã xuất hiện trước mặt họ. Ông lão mặc trường bào đen cổ xưa, tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ông lão nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyên, trên người có khí vận đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão lạnh nhạt hỏi, đến đây làm gì? Diệp Huyên cười nói, trưởng bối trong nhà bảo chúng ta đến đây lịch luyện. Trưởng bối trong nhà. Nghe vậy, ông lão hơi nhíu mà, đến nơi này lịch luyện. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ nói nơi này là nơi nguy hiểm nhất, bảo chúng ta đến đây chơi, sau đó hẳn trở về. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ông lão, bên trong nhẫn chứa đổ có 100.000 trụ mạch. Thấy thế, ông lão sửng sốt, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta mới đến đây, không hiểu rõ về nơi này cho lắm, chúng ta muốn tìm hiểu về nó. Thái độ của ông lão cũng dần dễ chịu hơn, ông ta nhận lấy nhẫn chứa đổ, sau đó nói, chuyện nhỏ. Nơi này là Thái Cổ Thần Địa, chia làm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu vực đều có một tồn tại đáng sợ, chính là vực chủ, đây là tồn tại các ngươi không thể động vào, nếu không, dù có khí vận đại đạo thì các ngươi cũng có thể chết. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nói tiếp, ngoài vực chủ của 4 khu vực còn có một dị chủng Thái Cổ, những thứ này tồn tại từ thời đại Thái Cổ, cực kỳ đáng sợ, đừng tùy tiện động vào. Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó hỏi, tiền bối, có nơi nào an toàn một chút không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó đáp, nơi nào cũng không an toàn. Diệp Huyên. Ông lão nói tiếp, hơn nữa đừng trách ta nói thẳng, các ngươi đến đây thật sự rất nguy hiểm, vì khí vận đại đạo trên người các ngươi là thứ mà nhiều người ao ước. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, chúng ta có khí vận đại đạo trên người, cũng đồng nghĩ với việc bút đại đạo sẽ đứng về phía chúng ta. Vì sao vẫn có người dám động vào chúng ta? Ông lão hờ hững giải thích, lý thuyết là thế, nhưng có khí vận đại đạo cũng không có nghĩ là các ngươi vô địch, phải biết rằng nếu các ngươi hành động ngu ngốc, làm chuyện không nên làm, thì khí vận đại đạo của các ngươi sẽ dần mất hết, một khi mất hết khí vận đại đạo thì các ngươi cũng sẽ chết. Diệp Huyên im lặng. Lúc trước nên bảo Thanh Nhi cho bút đại đạo tăng thêm khí vận đại đạo cho hắn mới đúng. Bút đại đạo. Ông lão nói tiếp, nhưng cường giả bình thường cũng đâu dám động chạm vào các ngươi có khí vận đại đạo, rõ ràng không phải người bình thường, cường giả bình thường không dám động vào các ngươi, còn những người dám tìm đến các ngươi thì chắc chắn là cường giả cao cấp. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, bảo trọng. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Đạo Lăng ở bên cạnh Diệp Huyên lên tiếng, Diệp Huynh, chúng ta phải làm gì đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta đến đây, chắc chắn một vài cường giả cao cấp đều đã biết, cho nên muốn khiêm tốn rõ ràng là không thể, nếu đã không thể khiêm tốn, thì cứ phách lối hung hăng đi. Đạo Lăng hơi tò mò, phách lối như thế nào? Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, sau đó cười nói, đi cùng ta. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên cao.
Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn nhau, hai người hơi do dự, sau đó đuổi theo. Diệp Huyên bắt đầu ngự kiếm đi với tốc độ vô cùng nhanh, không chỉ ngự kiếm mà còn để kiếm liên tục phát ra tiếng kiếm reo, hắn ngự kiếm từ Nam đến Bắc, rồi từ Bắc đến Tây, lại từ Tây sang Đông. Toàn bộ Thái Cổ Thần Địa lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn ba người Diệp Huyên đang ngự kiếm phía chân trời, tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là đám người huênh hoang từ đâu đến thế? Diệp Huyên nhanh chóng ngự kiếm đi một vòng Thái Cổ Thần Địa, không có một ai ra ngăn cản ba người họ. Diệp Huyên ở chân trời đột nhiên cười nói, vực chủ Nam vực có đó không? Không có tiếng đáp lại. Diệp Huyên đột nhiên thi triển rút kiếm định sinh tử, thi triển xong lại tới nhất kiếm định sinh tử, cuối cùng, hắn lại điều động huyết mạch chi lực của mình, huyết mạch chi lực mạnh mẽ càn quét toàn bộ chân trời, khiến chân trời biến thành một màu đỏ như máu, toàn bộ Thái Cổ Thần Địa đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của huyết mạch. Thái độ đó chỉ thiếu chưa nói là, sau lưng lão tử có người chống lưng. Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh đều sợ ngây người. Diệp huynh này đang làm gì đấy? Vào lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ba người. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, ba người Diệp Huyên đã cảm nhận được một áp lực vô hình, còn đáng sợ hơn cả kiếp chủ. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối là vực chủ Nam vực sao? Người đàn ông trung niên gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ngưỡng mộ đã lâu. Vực chủ Nam vực nhíu mày, ngươi từng nghe đến ta à? Diệp Huyên gật đầu, từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc đến. Vực chủ Nam vực nhìn Diệp Huyên, huyết mạch này của ngươi đúng là không đơn giản, lệnh tôn xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, Dương Diệp. Vực chủ Nam vực lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười nói, chưa từng nghe cũng là chuyện bình thường, phụ thân ta khá là khiêm tốn. Nói xong, hắn vung tay phải, hình ảnh của người đàn ông áo xanh xuất hiện. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh, vực chủ Nam vực lập tức kinh ngạc, chỉ một hư ảnh đã khiến ông ta cảm thấy bất an rồi. Diệp Huyên cất lời, tiền bối, không giấu giếm gì ngài, lần này chúng ta đến nhờ tiền bối giúp một chuyện. Muốn kết thiện duyên với tiền bối. Vực chủ Nam vực nhìn Diệp Huyên, thiện duyên gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, bây giờ ba người chúng ta bị kiếp chủ đuổi giết, gã sẽ đến đây nhanh thôi. Chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp chúng ta ngăn cản gã. Vực chủ Nam vực lập tức lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Huyên đột nhìn chỉ vào mình và hai người còn lại, tiền bối, ngài cảm thấy ba người chúng ta thế nào? Vực chủ Nam vực chần chừ, sau đó nói, rất xuất sắc, dù ở thời đại Thái Cổ, các ngươi cũng có thể xem là yêu nghiệt hàng đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối. Nói quá một chút thì trên đời này không còn ai có thiên phú như ba người chúng ta đâu. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch, bây giờ chúng ta chỉ cần một chút thời gian, nếu tiền bối có thể kéo dài chút thời gian cho chúng ta, để chúng ta trưởng thành, thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ vô địch trong thời đại này. 10 năm, 3 năm, không, chúng ta chỉ cần một năm, chỉ cần tiền bối kéo dài cho chúng ta một năm thôi, một năm sau, ba người chúng ta sẽ vô địch thiên hạ. Nói đến đây. Hắn khẽ mỉm cười, tiền bối, giao dịch này rất có lợi mà đúng không? Vực chủ Nam vực, lúc này vực chủ Nam vực cảm thấy khó mà tin được. Không ngờ trên đời này lại có một người mặt dày như thế. Đạo Lăng và Thích Thiên ở bên cạnh cũng hơi xấu hổ. Một năm. Vô địch thiên hạ. Thật sự là nói hơi quá. Lúc này, vực chủ Nam vực trầm giọng nói, Diệp công tử. Ta không muốn dính dáng vào chuyện giữa các ngươi và kiếp chủ. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, ta cũng hiểu, nhưng nếu vực chủ Nam vực đồng ý giúp đỡ. Vực chủ Nam vực lại lắc đầu, xin lỗi, ta không muốn dính dáng vào. Nói xong, ông ta lập tức xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên đứng im tại chỗ. Một lát sau, hắn nói, chúng ta đi thôi. Ba người bèn muốn rời đi, lúc này. Một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, ông lão mặc áo gai rộng thùng thình, bên hông đeo một bình rượu hồ lô. Ông lão cười nói, đợi đã, đợi đã. Diệp Huyên nhìn ông lão tiền bối là. Ông lão cười đáp, lão phu là vực chủ Bắc vực. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, tiền bối có chuyện gì sao?
Ông lão gật đầu, cười nói, tiểu hữu, những lời cậu nói với vực chủ Nam Vực, ta đều đã nghe thấy, vực chủ Nam Vực không muốn giúp đỡ ba huynh đệ càng cậu nhưng ta thì có. Đi, đi đến Bắc Vực của ta. Ba người Diệp Huyên nhìn nhau, sau đó, Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, vì sao? Ông lão cười to, sau đó nói, ta đồng ý giúp đỡ ba người, ta tin dù lúc này ơn nghĩa của ba người là không đáng giá, nhưng sau này chắc chắn sẽ có giá trị nghìn vàng. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, khi nãy ta nói một năm sau vô địch là có hơi quá. Ông lão chớp mắt, đó là chuyện của cậu, dù sao ta cũng chỉ phụ trách bảo vệ các cậu một năm, trong vòng một năm, ta đảm bảo kiếp chủ không thể đến gây chuyện với các cậu. Một năm sau, ta sẽ không xen vào nữa, dù sao thế lực đứng sau kiếp chủ cũng không hề đơn giản, ta cũng không muốn động vào họ lắm. Diệp Huyên gật đầu, đồng ý. Vực chủ Bắc Vực cười nói, đi. Đi đến Bắc Vực của ta. Nói xong, lão xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên dẫn theo Đạo Lăng và Thích Thiên, nhanh chóng đi tới Bắc Vực. Trong một gian thạch điện, vực chủ Bắc Vực nói, kiếp chủ kia đã đến đây rồi. Diệp Huyên nhíu mày, đến đây rồi. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đã tiến vào nơi này rồi, nhiều nhất nửa khắc, hắn sẽ đến Bắc Vực của ta. Nói xong. Lão nhìn ba người nhóm Diệp Huyên, một năm có đủ không? Diệp Huyên gật đầu, như thế đã đủ rồi, vực chủ Bắc Vực gật đầu, ta không có tài nguyên tu luyện, không thể cung cấp cho các cậu, nhưng ta có nơi tu luyện, nếu các cậu muốn tìm một nơi tu luyện thì ta có thể cung cấp. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Vực chủ Bắc Vực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá bên ngoài, lão cười nói, gã đến rồi. Ta ra ngoài gặp gã một lát. Dứt lời. Lão đứng dậy rời đi. Trong thạch điện, Diệp Huyên chợt nói, nếu tu luyện như bình thường, chúng ta chắc chắn không thể vượt qua tuế nguyệt cảnh trong khoảng thời gian ngắn, bây giờ không đủ thời gian để tu luyện cảnh giới, cho nên ý tưởng của ta là ba người chúng ta luyện tập phối hợp. Đạo Lăng nhíu mày, phối hợp. Diệp Huyên gật đầu, ta có tính toán chênh lệch thực lực giữa chúng ta và kiếp chủ, cũng không lớn lắm, nếu chúng ta phối hợp tốt hơn sẽ có cơ hội giết chết gã. Mà muốn phối hợp thì chúng ta phải hiểu rõ nhau, biết tất cả lá bài tẩy và chiêu thức của đối phương, chỉ có thế, lúc liên thủ chúng ta mới có thể phối hợp một cách hoàn mỹ. Đạo Lăng nói, ta không thành vấn đề. Thích Thiên cũng đáp, ta cũng không có vấn đề gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy để ta nói trước, lá bài tẩy mạnh nhất của ta là ba chiêu chảm tương lai, chảm quá khứ, chảm hiện tại. Ba người trong thạch điện nhanh chóng giới thiệu sát chiêu và lá bài tẩy cho nhau. Bên ngoài thạch điện, kiếp chủ bình tĩnh nhìn vực chủ Bắc Vực trước mặt, các hạ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Vực chủ Bắc Vực cười nói, kiếp chủ, ta hơi tò mò, chắc ngươi cũng biết ba người này không hề đơn giản, vì sao còn muốn nhằm vào họ? Chẳng lẽ ngươi không sợ bút đại đạo ư? Kiếp chủ lạnh lùng nói, đó là chuyện của chúng ta. Vực chủ Bắc Vực nở nụ cười, xem ra không còn gì để nói nữa rồi. Kiếp chủ nhìn vực chủ Bắc Vực, ta khuyên ông đừng nhúng tay vào chuyện này, đừng nói là ông, dù toàn bộ thái cổ thần địa cũng không gánh được chuyện này đâu. Vực chủ Bắc Vực híp mắt, vậy sao? Kiếp chủ bình tĩnh nói, nếu thuyết phục mà ông không hiểu thì chiến đấu đi. Dứt lời, gã lập tức biến mất. Vực chủ Bắc Vực cười to, rất đúng ý ta. Dứt lời, lão cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ở một nơi khác, vực chủ Nam Vực quan sát trận đại chiến của vực chủ Bắc Vực và kiếp chủ, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên, người này chính là vực chủ Đông Vực. Vực chủ Đông Vực nhẹ giọng nói, ông già gian xảo Bắc Vực này chưa từng làm chuyện có hại đến mình, không ngờ ông ta lại vì ba thiếu niên kia mà đối đầu với kiếp chủ. Vực chủ Nam Vực bình tĩnh nói, ông không cảm thấy ba thiếu niên kia thật sự rất không tầm thường sao? Vực chủ Đông Vực gật đầu, đúng là không đơn giản, dù là ở thời đại Thái Cổ, bọn họ cũng có thể xem là con cưng của trời. Nhưng, thế lực nhằm vào bọn họ lại là nhóm người kia. Vực chủ Nam Vực im lặng. Vực chủ Đông Vực quay đầu nhìn vực chủ Nam Vực, cười nói, ông đang nghĩ gì vậy? Vực chủ Nam Vực lắc đầu, lúc thiếu niên kia tìm ta giúp đỡ. Ta cũng hơi dao động, muốn kết một thiện duyên, nhưng mà... Nói đến đây, ông ta lại lắc đầu lần nữa, ta vẫn còn kiêng dè. Kiếp chủ này không đáng sợ, đáng sợ là nhóm người sau lưng gã.
nếu giúp thiếu niên kia, tuy có thể kết thiện duyên, nhưng cũng sẽ gây thù chuốc oán với đám người đứng sau kiếp chủ. Vực chủ Đông Vực gật đầu, nhóm người kia đúng là rất đáng sợ. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía vực chủ Bắc Vực ở phía xa, ông lão này biết về đám người kia, nhưng lão vẫn làm thế tại sao chứ? Không phải rất đơn giản sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một hướng. Hai người nhìn lại, cách đó không xa có một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi tới. Người này chính là vực chủ Tây Vực. Vực chủ Tây Vực cười khẽ, các vị nói xem bây giờ chúng ta cần làm gì nhất. Vực chủ Đông Vực nhíu mày, đương nhiên là vượt qua tuế nguyệt. Nói đến đây, ông ta chợt híp mắt, thiếu niên kia có thể giúp lão vượt qua tuế nguyệt. Vực chủ Nam Vực nhíu mày, không có khả năng đó cho lắm. Vực chủ Tây Vực lắc đầu cười khẽ, vì sao lại không có khả năng chứ? Ta cảm thấy hoàn toàn có thể. Vực chủ Đông Vực khó hiểu, tại sao? Vực chủ Tây Vực nhẹ giọng đáp, trực giác. Nét mặt hai vực chủ còn lại lập tức trở nên cứng đờ. Vực chủ Tây Vực lắc đầu cười khẽ, thật ra ta rất khâm phục ông lão Bắc Vực đó, lão thật sự rất to gan, hơn nữa còn dám liều mạng. Vực chủ Đông Vực lạnh nhạt đáp, lão đúng là dám liều mạng, nhưng nếu không thành công, e rằng lão sẽ mất cả mạng. Vực chủ Tây Vực quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng hỏi, nhưng nếu thành công thì sao? Lỡ như thiếu niên kia thật sự có mang đến cơ duyên cho lão thì thế nào? Ba người rơi vào im lặng. Trong thạch điện, ba người Diệp Huyên bắt đầu trao đổi chi tiết hơn. Trao đổi tâm đắc tu luyện và tâm đắc võ học của bản thân. Không thể không nói, việc trao đổi của ba người mang lại lợi ích rất lớn. Ba người họ có phong cách chiến đấu không giống nhau, các sử dụng các loại lực lượng cũng hoàn toàn khác, đạo lăng chú trọng pháp và đạo, cũng chính là vạn tượng pháp thân chủ tu của y, còn Thích Thiên thì chú trọng tốc độ và lực lượng thuần túy, gã không có chiêu thức cố định, võ kỹ cũng không nhiều, chỉ chú trọng tốc độ và lực lượng. Còn Diệp Huyên là kiếm tu, kiếm của hắn khác với kiếm tu khác. Kiếm của hắn có quỷ và âm làm chủ. Chú trọng tấn công bất ngờ, một chiêu toi mạng. Sau khi trao đổi, ba người đều lĩnh ngộ được đôi điều. Một lúc lâu sau đó, ba người bắt đầu thử luận bàn, nói đúng hơn là luyện tập phối hợp, với thực lực của ba người bây giờ, muốn giết chết kiếp chủ chỉ có thể phối hợp hoàn mỹ mới được. Mà việc này cũng không phải chuyện gì khó. Bên ngoài thạch điện, trong hư không, kiếp chủ và vực chủ Bắc Vực đột nhiên dừng lại. Kiếp chủ nhìn vực chủ Bắc Vực trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Gã phát hiện gã không thể làm gì vực chủ Bắc Vực này. Vực chủ Bắc Vực cười nói, kiếp chủ, ngươi không làm gì được ta, mà ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi vẫn nên trở về đi. Kiếp chủ nhìn chằm chằm vực chủ Bắc Vực, vực chủ Bắc Vực, ông thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này ư? Vực chủ Bắc Vực cười nói, ta cũng không giấu gì ngươi, ta muốn cược một lần. Dù cuối cùng có thể thua, ta cũng thấy cam lòng. Kiếp chủ lắc đầu, ông chắc chắn sẽ cược thua. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay, một lá bùa truyền âm trong tay gã đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh này, vực chủ Bắc Vực lập tức híp mắt lại. Rõ ràng là kiếp chủ này vừa gọi người. Kiếp chủ bình tĩnh nói, vực chủ Bắc Vực, ông sẽ phải hối hận. Vực chủ Bắc Vực cười to, mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, lão xoay người rời đi. Kiếp chủ đứng tại chỗ, nét mặt rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Bên dưới, vực chủ Bắc Vực quay lại thạch điện của mình, trên bàn đọc sách trước mặt lão có một quyển trục. Vực chủ Bắc Vực mở quyển trục ra, bên trong là tất cả thông tin đầy đủ về Diệp Huyên. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh vực chủ Bắc Vực, ông lão nói với giọng điệu nặng nề, vực chủ, lần này chúng ta cược lớn quá. Vực chủ nhẹ giọng nói, nếu không có cơ duyên lớn, cả đời này ta cũng không thể nào tiến thêm một bậc. Ngoài việc chờ chết thì vẫn là chờ chết, sống cuộc sống như thế có ý nghĩa gì đâu. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, thiếu niên kia thật sự có thể giúp chúng ta sao? Vực chủ Bắc Vực đáp, ta không biết, ta chỉ biết hắn là nhi tử của người kia. Ông lão tỏ vẻ nghi ngờ, của ai cơ? Trong mắt vực chủ Bắc Vực lộ vẻ kiêng dè, là kiếm tu đó, vì kiếm tu năm đó chỉ nhìn ta một lần đã làm ta tưởng mình như đã chết. Nói xong, trong mắt lão hiện lên sự dữ tợn, ta muốn đánh cược,
Cực thiếu niên này là một thiếu gia có thế lực to lớn chống lưng, mẹ kiếp, cuộc đời ta đã sắp hết rồi, nếu không ôm đùi người khác thì sao có thể tiến thêm một bước. Cho dù thua cược, ta cũng không thấy hối hận. Ông lão. Một canh giờ sau, Đạo Lăng và Thích Thiên xuất hiện trước mặt kiếp chủ, Đạo Lăng nhìn kiếp chủ, chúng ta tiếp tục đánh nhau đi. Kiếp chủ hít mắt, Diệp Huyên kia đâu? Đạo Lăng cau mày, hai người chúng ta sẽ đánh với ông. Kiếp chủ nổi giận, đánh mẹ nhà ngươi, bảo Diệp Huyên kia xuất hiện, hắn không xuất hiện, lão tử không đánh nhau với các ngươi. Nói xong, gã lập tức lùi lại mấy nghìn trượng. Đạo Lăng, kiếp chủ biết rõ Diệp Huyên kia đang trốn trong bóng tối, chắc chắn là có âm mưu. Tuy gã biết Diệp Huyên không lâu, nhưng gã hiểu thiếu niên này là một người vô cùng nham hiểm. Mà lúc này đối phương không xuất hiện, rất rõ ràng là muốn giở trò gì đó. Sau khi chịu thiệt thòi vào lần trước, bây giờ gã đã không khinh thường ba người Diệp Huyên nữa, ba người này liên thủ có thể uy hiếp đến mạng sống của gã. Kiếp chủ vẫn hơi không yên tâm, lại lùi thêm cả nghìn trượng, không chỉ có thế, gã còn trải rộng thần thức như một tấm lưới, thoáng chốc bao phủ lấy thời không trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh. Nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Huyên. Kiếp chủ nhíu mày, hắn ở đâu? Đạo Lăng do dự một lát rồi nói, hắn chạy mất rồi. Kiếp chủ tức giận nhìn Đạo Lăng, ngươi nói dối, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Đạo Lăng cạn lời. Mẹ kiếp! Tên này không mắc lừa. Kiếp chủ vẫn còn đề phòng nhìn xung quanh, Diệp Huyên kia không xuất hiện, gã luôn cảm thấy bất an. Hơn nữa trực giác nói với gã là có gì đó không đúng lắm. Vì sao? Lần trước sau khi ba người nhóm Diệp Huyên bị gã đánh vỡ thân thể thì bọn họ vẫn luôn chạy trốn, mà bây giờ, bọn họ lại dám xuất hiện trước mặt gã. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là rất có khả năng ba người này đã có cách đối phó với gã. Nghĩ thế, kiếp chủ không chút do dự, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Gã không phải một kẻ lỗ mãng, thấy tình thế không ổn, đương nhiên gã phải chạy rồi. Thấy kiếp chủ bỏ chạy, Đạo Lăng và Thích Thiên sửng sốt. Sao lại chạy rồi? Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện, hắn nhìn về phía chân trời, hơi nhíu mày. Hành động của kiếp chủ khiến hắn hơi bất ngờ, hắn thật sự không ngờ rằng đối phương thật sự bỏ chạy. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, phải làm sao đây? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nên làm thế nào, nếu kiếp chủ này một lòng muốn chạy trốn, ba người họ thật sự không thể làm gì đối phương, rất khó có thể giữ chân cường giả cấp bậc như thế. Lúc này, vực chủ Bắc Vực xuất hiện, lão nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, khi nãy gã vừa gọi người, không lâu sau đó, có lẽ người đứng sau hắn sẽ xuất hiện. Diệp Huyên chợt nói, tiền bối, chúng ta phải đi rồi. Vực chủ Bắc Vực nhìn Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên gật đầu, ở lại đây sẽ làm liên lụy đến mọi người. Đương nhiên ơn giúp đỡ của tiền bối lúc trước, ba người chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ. Hắn biết vực chủ Bắc Vực rất mạnh, nhưng nếu họ ở lại đây chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Vực. Vực chủ Bắc Vực muốn nói gì đó, Diệp Huyên chợt cười nói, chúng ta đã quyết định rồi. Vực chủ Bắc Vực trầm giọng nói, các cậu có thể đến Thái Cổ Thần Điện, nếu các cậu có thể đi vào đó, kiếp chủ và người đứng sau gã chưa chắc có thể làm gì được các cậu. Diệp Huyên nhíu mày, Thái Cổ Thần Điện. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đúng thế. Đó là vùng đất cấm ở chỗ chúng ta, không ai dám tiến vào nơi đó, kể cả vực chủ của bốn vực, nhưng ta cảm thấy các cậu đi có lẽ không thành vấn đề. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Vực chủ Bắc Vực trầm giọng nói, trên người các cậu có khí vận đại đạo. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta sẽ đi thử xem sao. Vực chủ Bắc Vực gật đầu, đi về hướng nam khoảng vạn dặm chính là Thái Cổ Thần Điện. Diệp Huyên chắp tay, cười nói, tiền bối, hẹn gặp lại. Dứt lời, hắn gần hai người nhóm Đạo Lăng rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn nói, tiền bối có tâm nguyện gì không? Nghe vậy, vực chủ Bắc Vực thoáng sửng sốt, sau đó vội đáp, vượt qua tuế nguyệt. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ, ta sẽ giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện này. Vực chủ Bắc Vực sửng sốt, bây giờ. Diệp Huyên gật đầu, ngay bây giờ, nếu không, ta sợ rời khỏi đây rồi thì ta sẽ quên mất. Vực chủ Bắc Vực.
Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ta biết muội có thể nghe thấy lời ta, vị tiền bối này rất tốt, cho ông ấy một cơ duyên đi. Oanh! Thời không trên đầu vực chủ Bắc vực đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một tia sáng trắng bay vào đầu lão. Ầm! Thân thể vực chủ Bắc vực không ngừng run rẩy, vô số tin tức tràn vào đầu lão, rất lâu sau đó, vực chủ Bắc vực mở mắt ra, hưng phấn đến mức run rẩy, thì ra là như thế, thì ra là như thế. Diệp Huyên ở phía xa cất lời, tiền bối, bảo trọng. Sau đó, hắn đi về phía xa. Vực chủ Bắc vực đột nhiên cúi thấp người, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Khoảnh khắc khi nãy cho lão biết, sau lưng Diệp Huyên có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Không thể miêu tả được. Ba người Diệp Huyên biến mất ở phía xa. Vực chủ Bắc vực xoay người rời đi, bây giờ lão đã có một phương hướng hoàn toàn mới, muốn vượt qua tuế nguyệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phía xa. Đạo Lăng ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp Huynh, ta biết Huynh muốn dựa vào chính mình, nhưng Huynh có thể bảo muội muội Huynh giúp ta một chút không? Ta không muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyên. Đạo Lăng nghiêm túc nói, Diệp Huynh, ta nghiêm túc đấy. Thích Thiên ở bên cạnh trần trừ một lúc rồi nói, Đạo Lăng Huynh, Huynh nghĩ thế là không đúng rồi, chúng ta phải dựa vào chính mình, bản thân tự tu luyện trở nên mạnh mẽ mới có ý nghĩa. Đạo Lăng khẽ thở dài, đó là vì Huynh không biết mấy thứ gian lận của Diệp Huynh. Ai dùng cũng sẽ nghiện hết đấy. Diệp Huyên. Lúc này, vực chủ Nam vực và vực chủ Đông vực, cả vực chủ Tây vực cũng xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Vực chủ Nam vực chắp tay, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Vực chủ Nam vực trầm giọng nói, Diệp công tử, vực chủ Bắc vực vừa mới bế quan, lão. Diệp Huyên chớp mắt, có liên quan gì đến ông? Nói xong, hắn bèn dẫn theo hai người nhóm Đạo Lăng rồi biến mất. Ba người vực chủ Nam vực đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba người nhóm Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một cánh đồng hoang vu, cuối cánh đồng là một tòa đại điện sừng sững, đại điện cao mấy trăm trượng, hùng vĩ nguy nga, còn mang theo hơi thở lâu đời của lịch sử. Ba người đi về phía Thái Cổ Thần Điện kia, trên đường đi. Ba người cau mày, vì họ phát hiện dọc đường có rất nhiều thi thể của yêu thú, có vài cái xác đã rất lâu, nhưng cũng có vài cái xác còn rất mới, hơn nữa những cái xác này chỉ còn xương, không có thịt. Ba người Diệp Huyên nhìn nhau, đều tỏ vẻ đề phòng. Đi không bao lâu, cả ba đột nhiên dừng lại, bên phải trước mặt họ có một sườn núi nhỏ, phía sau sườn núi nhỏ có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên có mái tóc dài đến tận eo, hơn nữa còn rối tung như ổ gà. Trước mặt hắn ta là thi thể của một yêu thú khổng lồ, lúc này, thiếu niên đang điên cuồng gặm cắn thi thể của yêu thú. Ăn yêu thú. Còn là ăn sống. Ba người nhóm Diệp Huyên nhìn nhau, đều tỏ vẻ khiếp sợ. Đạo Lăng trầm giọng nói, huynh đệ này có gu ăn uống lạ thật đấy. Lúc này, thiếu niên phía xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, lúc hắn ta quay đầu, ba người nhóm Diệp Huyên lập tức nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Trong mắt thiếu niên lóe lên ánh sát hung ác như muốn giết người. Thiếu niên giẫm chân, xung quanh lập tức sụp đổ, hắn ta mượn lực lượng đáng sợ kia nhảy lên, như sói giữ vồ mồi, đánh về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng nhíu mày, người bị điên à? Dứt lời, y cũng xông lên. Ầm, thời không xung quanh đột nhiên xung động dữ dội, hai người đồng thời lùi lại. Sau khi dừng lại, trong mắt Đạo Lăng lóe lên sự nặng nề. Y nhìn thiếu niên phía xa, thân thể của người này quá đáng sợ. Diệp Huyên nhìn thiếu niên kia, hắn cũng phát hiện, hình như thiếu niên này luyện thể. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, hắn ta cũng có khí vận đại đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên và Đạo Lăng đều sửng sốt. Thích Thiên nhìn thiếu niên đang đề phòng kia, trầm giọng nói, không ngờ nơi này cũng có người có khí vận đại đạo. Diệp Huyên hơi tò mò, sao huynh biết? Thích Thiên nghiêm túc giải thích, ta có một bí thuật là thuật quan khí, có thể xem được khí vận, mà khí vận trên người tên này là khí vận đại đạo, hắn ta giống với chúng ta. Đạo Lăng nhíu mày, đều có khí vận đại đạo có nghĩa là người cùng một phe. Sao hắn ta lại căm thù chúng ta như thế? Diệp Huyên liếc Đạo Lăng, huynh có ngốc quá không vậy? Vì chúng ta đều có khí vận đại đạo nên hắn ta mới căm thù chúng ta chứ? Nghe vậy,
Đạo Lăng lập tức hiểu ra. Y suýt quên mất bọn họ phải tranh giành khí vận đại đạo. Thích Thiên trầm giọng nói, người này muốn giết chết chúng ta. Diệp Huyên nhìn thiếu niên kia, trong mắt hắn ta tràn đầy sát khí. Diệp Huyên đột nhiên nói, đánh hắn ta một trận trước đã. Dứt lời, ba người lập tức biến mất. Thiếu niên ở phía xa hơi sửng sốt, một khắc sau, hắn ta quát một tiếng rồi xông lên. Những tiếng nổ không ngừng vang lên xung quanh, chẳng mấy chốc, thiếu niên kia đã trúng một đòn mạnh. Một lát sau, ba người Diệp Huyên dừng lại, họ đều thấy khiếp sợ. Vì họ phát hiện thân thể của thiếu niên này quá kinh khủng. Ba người họ liên thủ vẫn không thể phá hủy phòng ngự của hắn ta. Đạo Lăng nhìn cánh tay phải của mình, tay phải của y đã bị nứt ra, nhưng thiếu niên phía xa lại không bị làm sao cả, đương nhiên là cũng không dễ chịu, dù sao cũng bị ba người liên thủ đánh một trận mà. Không bị thương, nhưng rất chật vật. Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, hình như hắn ta chỉ biết đánh lung tung thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Khi nãy lúc họ giao thủ, thiếu niên trước mặt không có chiêu thức gì, đều chỉ đang đánh lung tung, nếu không vì thân thể quá cứng rắn thì ba người họ có thể dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Có kiếm Thanh Huyên, chắc hẳn có thể phá được phòng ngự của đối phương, nhưng bây giờ, theo mức độ phòng ngự đáng sợ của đối phương, dù hắn có chém 100 kiếm cũng không làm gì được người này. Quá kinh khủng. Đương nhiên nếu ba người thật sự muốn giết đối phương thì chắc chắn có thể đánh từ từ rồi kết liễu hắn ta. Phía xa, thiếu niên nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyên với nét mặt dữ tợn, một khắc sau, hắn ta đột nhiên nhảy lên, tấn công về phía họ. Diệp Huyên lạnh lùng nói, dùng chút sức, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi. Dứt lời, ba người đồng thời biến mất. Lần này, họ không đấu trực diện với thiếu niên nữa. Ầm ầm ầm. Thiếu niên bị ba người Diệp Huyên không ngừng tấn công, đối mặt với sự phối hợp hoàn mỹ của ba người, thiếu niên hoàn toàn không thể đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cứ thế, ba người đánh thiếu niên khoảng một khắc đồng hồ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hai tay thiếu niên khẽ run rẩy, hắn ta tức giận nhìn ba người nhóm Diệp Huyên, hét lên, đấu tay đôi đi. Đấu tay đôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, huynh đệ, thời thế đổi thay rồi. Bây giờ phải đông người, đoàn kết là sức mạnh, ngươi chưa từng nghe à? Thiếu niên. Đoàn kết là sức mạnh. Nghe Diệp Huyên nói thế, sắc mặt của thiếu niên kia lập tức trở nên dữ tợn, hắn ta gầm lên đầy giận dữ rồi vọt thẳng đến chỗ của Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, đánh hắn ta. Nói xong, ba người đồng thời biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Từng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Bọn họ ai cũng hùng mạnh, sức mạnh bộc phát ra ngoài nhanh chóng chấn nát mặt đất nơi đây, thế nhưng thời không ở đây lại chẳng bị sứt mẻ gì. Bị đánh bầm dập. Thiếu niên kia căn bản không thể chống lại được ba người, thế là bị đánh hội đồng một cách tàn nhẫn. Một chọi một thì chưa biết chắc, nhưng nếu là ba đánh một thì dễ ợt, đánh như đánh con thôi. Khoảng chừng một phút, ba người Diệp Huyên dừng lại, phía xa, sắc mặt của thiếu niên kia vô cùng khó coi. Hắn ta gầm lên đầy dữ tợn với ba người Diệp Huyên, cứ như đã phát điên, mồm không ngừng gào lên, đấu tay đôi đi. Diệp Huyên lạnh lùng nói, đánh tiếp đi. Nói xong, ba người lại lần nữa biến mất. Thiếu niên. Cứ như vậy, ba người Diệp Huyên đánh thiếu niên kia trọn nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, thiếu niên quả thật không có chút sức nào chống lại được bọn họ. Tuy thân thể của hắn ta vô cùng khủng bố. Nhưng cứ bị đánh như thế cũng có chút không chịu nổi, dù sao hắn ta vẫn thấy đau mà. Một hồi sau, ba người Diệp Huyên dừng lại. Thiếu niên liếc mắt nhìn ba người Diệp Huyên, trong đáy mắt còn ánh lên tia phẫn nộ, nhưng đã không còn hò hét như trước nữa. Diệp Huyên cười hỏi, tên là gì? Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không đáp. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, không đánh nhau không quen biết, chúng ta kết bạn đi. Vẻ mặt của Đạo Lăng và Thích Thiên lập tức trở nên cứng ngắc. Thiếu niên lập tức nổi đóa, gào lên, cút. Nói rồi, hắn ta nóng máu lên, định xông tới chỗ ba người Diệp Huyên tiếp, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Hắn ta cũng chợt nhớ ra, hình như bản thân không đánh lại ba tên trước mắt này. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hẳn ngươi đã biết thân phận của chúng ta,
Đúng vậy, chúng ta là một trong những người nằm giữ khí vận đại đạo. Ngươi có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập với chúng ta. Thứ hai, ba người chúng ta sẽ đánh chết ngươi rồi ăn chia khí vận đại đạo trên người ngươi. Thiếu niên. Đạo Lăng đứng bên cạnh Diệp Huyên khẽ hỏi, Diệp Huynh, Huynh muốn lôi kéo hắn ta à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Huynh nghĩ đi, bây giờ nhóm chúng ta thiếu nhất là gì? Là khiên thịt đó, nếu hắn ta gia nhập, có hắn đứng ra làm khiêng cho bọn mình thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Đạo Lăng mở to mắt nhìn, sau đó bật ngón tay cái lên, đỉnh. Thật sự quá đỉnh. Thích Thiên do dự một lúc rồi nói, hắn ta có thể sẽ không đồng ý. Diệp Huyên cười, không sao, ta đang dụ. À không nhầm, ta đang thương lượng đây, các huynh nhìn xem, vị huynh đài này tính tình nóng nảy, hở một chút là giận dữ, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, kiểu người đàng hoàng như vậy tốt nhất là nên dụ. Tốt nhất là nên mời về rồi. Hai người Thích Thiên. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xác chết yêu thú ở phía xa rồi đi đến chỗ đó. Thấy thế, thiếu niên kia lập tức biến sắc, hắn ta gào lên, của ta. Diệp Huyên chừng thiếu niên kia một cái gì mà của ngươi, đồ tốt là phải chia sẻ với nhau, hiểu không? Thiếu niên. Diệp Huyên đi tới trước thi thể của yêu thú kia, hắn đánh giá cái xác này một chút, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, hắn phát hiện xác chết của yêu thú này không hề đơn giản, bên trong chứa rất nhiều năng lượng. Diệp Huyên không hề nghĩ nhiều mà lập tức nhóm lửa, sau đó bắt đầu xiên thịt nướng. Mấy chuyện nấu ăn bếp núc này. Diệp Huyên vô cùng sành sỏi, bên người luôn mang theo rất nhiều gia vị. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã nướng con yêu thú kia thành màu vàng ươm óng ánh, hương thơm nức mũi. Đạo Lăng và Thích Thiên không hề khách sáo mà ngồi oạch xuống cạnh Diệp Huyên, sau đó bắt đầu ngấu nghiến thịt ngon. Phía xa, thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyên, ánh mắt đó chỉ hận không thể đâm chết tươi ba tên trời đánh này, nhưng thỉnh thoảng hắn ta cũng liếc sang mấy miếng thịt thơm ngon trước mặt bọn họ. Đạo Lăng chợt thở dài, Diệp Huynh, tay nghề của Huynh đỉnh thật. Thích Thiên gật đầu, ngon lắm. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó cầm lấy một miếng thịt nướng đã chín kỹ đưa cho thiếu niên kia, muốn ăn không? Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười búng tay một cái, miếng thịt lập tức bay đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên hơi do dự, Diệp Huyên cười, ăn thịt sống không tốt đâu. Phải nấu chín rồi mới được ăn. Thiếu niên nhìn miếng thịt nướng trước mặt, cổ họng lăn lên lăn xuống, nhưng vẫn đang cố chịu đựng. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nếm thử đi. Thiếu niên im lặng một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa. Hắn ta cầm thịt nướng lên gặm một miếng lớn, khựng lại một giây, hắn ta lập tức ngấu nghiến hết sạch miếng thịt. Thấy cảnh này, ba người Diệp Huyên đều đơ người. Sao cái tên này cứ như dã thú vậy? Sau khi ăn xong, thiếu niên lại nhìn Diệp Huyên cười bảo, lại đây ăn chung đi. Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt vẫn còn chút đề phòng. Diệp Huyên cười bảo, nếu chúng ta có ác ý với ngươi thì đã không nhiều lời với ngươi đến vậy rồi. Ba chúng ta đều là người tốt cả, người tốt á hiểu không? Thiếu niên do dự một lúc rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt Diệp Huyên, ngồi xuống. Hắn ta đưa mắt nhìn ba người, ăn. Diệp Huyên gật đầu, ăn đi. Thiếu niên nhanh chóng quơ lấy đống thịt được xiên trên giá nướng về mình, chưa tới 2 phút, thịt của một con yêu thú thành niên đã bị thiếu niên này gặm sạch, ngay cả xương cũng không chừa. Ba người Diệp Huyên ngu luôn. Tên này bị cái quỷ gì vậy? Thiếu niên ăn xong lại nhìn Diệp Huyên, sau đó chỉ về một bộ xác chết yêu thú khác ở phía xa, nướng tiếp đi. Diệp Huyên. Thiếu niên nhanh chóng đem bộ xác về để trước mặt Diệp Huyên, chờ hắn nướng. Diệp Huyên không nói gì, cũng không từ chối, hắn tiếp tục nướng thịt, thiếu niên im lặng nhìn Diệp Huyên, nước miếng đã chảy thòng thòng. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, ta tên Diệp Huyên, hai người bên cạnh tên là Đạo Lăng và Thích Thiên, huynh tên gì? Ánh mắt của thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt thiên khí. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thiên khí. Thiếu niên nhìn chằm chằm miếng thịt, không đáp lời. Diệp Huyên quan sát thiên khí một vòng, không thể không nói, thiên khí này đúng là rất lôi thôi, cả người trông như thú hoang, rõ ràng đối phương đã đơn độc sinh tồn ở nơi này một khoảng thời gian cực kỳ lâu. Cũng không được học tập cách sống của loài người. Lúc này,
thịt đã được nướng chín, vừa thấy thịt chín, thiên khí đã nhào đến cầm lấy gặp, chẳng bao lâu sau, toàn bộ con yêu thú trước mặt đã bị hắn ta ăn sạch. Sau khi ngấu nghiến xong, thiên khí nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này đây, địch ý trong mắt hắn ta đã vơi đi rất nhiều. Diệp Huyên cười nói, có muốn đi theo chúng ta không? Thiên khí khẽ nhíu mày, đi. Diệp Huyên gật đầu, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Thiên khí trầm mặc một lúc rồi đáp, nơi này, có đồ ăn. Diệp Huyên cười bảo, bên ngoài cũng có đồ ăn, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn. Thiên khí lắc đầu, ta, không đi. Diệp Huyên có chút không rõ, vì sao? Thiên khí đáp, cha ta ở đây. Cha. Diệp Huyên híp mắt lại, cha huynh ở đây. Thiên khí gật đầu, hắn ta xoay người chỉ về một sườn núi nhỏ ở phía xa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn sườn núi kia, chẳng mấy chốc hắn đã cau mày lại, bên trong sườn núi kia có mai táng một bộ xác yêu thú. Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí, tên này là yêu thú. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra tên này đúng là yêu thú. Đạo Lăng và Thích Thiên cũng phát hiện ra điều này. Chẳng trách sao thân thể của tên này lại mạnh đến vậy. Thiên khí lại bỗng nói, cha bảo ta phải cẩn thận các ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, chúng ta. Thiên khí gật đầu, ông ấy nói phải cẩn thận những kẻ có mùi giống với mình. Rõ ràng là đang nói về khí vận đại đạo. Diệp Huyên cười nói, vậy huynh thấy thế nào? Thiên khí liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải người tốt. Diệp Huyên. Thiên khí đột nhiên đứng dậy đi đến trước ngọn núi nhỏ kia rồi xoay người nằm xuống, bắt đầu ngủ. Ở một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, huyết mạch của yêu thú được chôn trong sườn núi kia không giống hắn ta. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, yêu thú mai táng trong đó không phải là cha đẻ của hắn. Thích Thiên gật đầu. Rõ ràng lai lịch của thiên khí này không hề đơn giản. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, chúng ta còn chiêu mộ hắn ta không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hắn ta ở đây, nếu để cho kiếp chủ phát hiện, huynh cảm thấy kiếp chủ sẽ bỏ qua cho hắn ta không? Đạo Lăng nhẹ giọng nói, cũng đúng. Diệp Huyên đi tới trước mặt thiên khí, hắn ngồi xổm xuống rồi nói, huynh có muốn rời đi không? Thiên khí do dự một lúc rồi nói, muốn. Diệp Huyên cười nói, vậy hãy đi cùng chúng ta đi. Đảm bảo đủ thịt. Thiên khí quay đầu nhìn về sườn núi nhỏ ở phía sau. Diệp Huyên cười nói, dễ thôi. Nói rồi, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, sau đó thu hết cả ngọn núi nhỏ vào trong rồi đưa nhẫn cho thiên khí. Thiên khí ngẩn người, hỏi, bên trong này à? Diệp Huyên gật đầu. Thiên khí vội vàng đeo nhẫn chứa đồ lên tay, hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, trong mắt ánh lên một tia bi thương. Diệp Huyên đột nhiên nói, trước tiên huynh thay đồ đi đã. Nói rồi. Hắn phất tay lên, bụi bẩn quanh thân thiên khí nhanh chóng bị thổi bay hết, tiếp đó, hắn lấy một bộ trường bào đen ra chụp thẳng lên người thiên khí. Mà tóc của thiên khí cũng bị hắn cầm kiếm chém nứt một nửa. Chẳng mấy chốc, một thiên khí sáng sủa hẳn lên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Không thể không nói, thay đồ và tắm rửa sạch sẽ xong, thiên khí như biến thành một con người khác. Diện mạo của thiên khí rất tuấn tú, hơn nữa còn có chút lạnh lùng. Hai con ngươi màu đỏ sẫm, mà trước ngực hắn ta còn có một vết sẹo rất lớn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn vết sẹo kia, trong lòng có chút khiếp sợ, thân thể của thiên khí mạnh mẽ đến mức nào hắn đã được chứng kiến qua, vậy mà vẫn có người có thể làm tên này bị thương được ư. Diệp Huyên chỉ vết sẹo trước ngực thiên khí rồi hỏi, ai làm vậy? Thiên khí lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, từ nhỏ đã có rồi à? Thiên khí gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cũng gật gật đầu, đi theo chúng ta đi. Thiên khí liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thịt có đủ thật không? Diệp Huyên cười ha ha, thật. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên dẫn ba người đi về phía Thái Cổ Thần Điện. Trên đường, thiên khí đột nhiên nhìn Diệp Huyên, do dự một lát rồi nói, thịt của ngươi, có thể cho ta nếm một chút được không? Nghe vậy. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm lại. Mẹ kiếp! Tên này muốn ăn thịt lão tử à? Đạo Lăng ở bên cạnh cười ha hả. Diệp Huyên chừng Đạo Lăng một cái rồi nói, thiên khí chỉ có sức mạnh thân thể cùng khả năng phòng ngự,
phương diện tấn công vẫn còn yếu lắm, nếu gặp phải cường giả cấp cao là sẽ chịu thiệt ngay, chúng ta dạy hắn cách đánh nhau đi. Nhiệm vụ vinh quang cờ này giao cho Đạo Lăng huynh nhé. Nghe vậy, sắc mặt Đạo Lăng lập tức đen kịt lại. Chỉ chốc lát, ba người đã đi đến Thái Cổ Thần Điện. Cửa lớn thần điện rộng chừng mười mấy trượng, trước cửa có 10 cái trụ to bằng cơ thể của một người trưởng thành, trên trụ đó còn được đúc hình một vài khuôn mặt yêu thú dữ tợn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đại điện trước mặt, cả tòa điện này đều có bầu không khí tang thương xưa cũ. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, nơi này không hề đơn giản. Thiên khí ở bên cạnh đột nhiên nói, nguy hiểm. Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí, tới đây rồi à? Thiên khí do dự một lúc rồi lắc đầu, không dám. Không dám. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết yêu thú rất mẫn cảm với nguy hiểm, thiên khí không dám tới đây thì rõ ràng nơi này thật sự rất nguy hiểm. Mà chính hắn lúc này cũng thấy có chút bất an. Rất nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn người đột nhiên đồng loạt quay đầu, ở nơi chân trời xa xôi, có hai luồng khí tức vô cùng khủng bố đang ập đến, một trong số đó chính là kiếp chủ. Mà khí tức còn lại còn mạnh hơn kiếp chủ rất nhiều. Diệp Huyên lập tức hô lên, vào trong. Nói xong, hắn nhanh chóng đẩy cửa đại điện ra, sau đó dẫn cả bốn người đi vào. Bốn người mới vừa vào thì kiếp chủ cùng một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ngay trước cửa. Kiếp chủ đang định xông vào theo thì người đàn ông kia đã cản lại. Kiếp chủ nhìn ông ta, Vân Sư. Người đàn ông trung niên tên Vân Sư khẽ lắc đầu, nguy hiểm. Kiếp chủ trầm giọng nói, ta biết, nhưng bọn chúng ở trong. Vẻ mặt Vân Sư bình tĩnh, chờ đi. Kiếp chủ do dự một chút rồi nói, ta đề nghị không nên cho bọn chúng thêm cơ hội nữa, mấy tên này cứ cách một khoảng thời gian là thực lực lại tăng lên dữ dội. Vân Sư không hề trả lời kiếp chủ, ông ta nhìn Thái Cổ Thần Điện trước mặt, chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên một tia kiêng kỵ và nghi hoặc. Kiếp chủ nhìn đại điện phía trước. Trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Rất nguy hiểm. Gã cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mấy người Diệp Huyên đã đi vào trong đó. Chấm chấm chấm. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện hai người kiếp chủ không đuổi theo vào. Chứng tỏ nơi này thật sự rất rất nguy hiểm. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, nơi bọn họ đang đứng là khoảng sân rất lớn, toàn bộ nền sân đều được lát thạch bích. Ngay chính giữa khuôn sân có một cái cây đã gần khô héo. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến mức bất thường. Lúc này, thân thể thiên khí đột nhiên hơi run lên. Diệp Huyên nhìn thiên khí, sao thế? Thiên khí siết chặt hai tay lại, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, nguy hiểm. Nguy hiểm. Đạo Lăng ở bên cạnh cũng trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta cảm thấy rất rất bất an. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có thấy nguy hiểm như lúc đối diện với kiếm của muội ta không? Đạo Lăng do dự một lúc rồi thành thật đáp, cái này thì không. Diệp Huyên chừng một cái, vậy Huynh sợ cái búa gì? Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, Huynh nói vậy xong cái hình như ta cũng hết sợ luôn rồi. Thích Thiên đột nhiên nói, nhưng có Diệp Huynh ở đấy nên nàng mới không giết Huynh, nhưng ở đây. Đạo Lăng. Thích Thiên liếc nhìn cái cây sắp khô héo kia, Diệp Huynh, cái cây này có chút bất thường. Diệp Huyên gật đầu, ta thấy. Thích Thiên hơi ngập ngừng rồi nói, chỉ bằng chúng ta ra ngoài đi. Bên ngoài nguy hiểm ta còn thấy được, nhưng nơi đây, ta không thấy được gì cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không sao đâu, có chuyện gì thì ta sẽ đỡ trước cho. Nói xong, hắn lập tức đi về phía cái cây sắp khô héo kia. Thích Thiên đột nhiên kéo Diệp Huyên lại, lắc đầu, nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Vậy Huynh nói xem, bây giờ chúng ta ra ngoài đánh một trận với hai người kiếp chủ kia thì có mấy phần thắng? Thích Thiên lắc đầu, không biết. Không biết. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đã từng có người coi số mạng cho ta, nói mạng của ta to lắm, rất khó chết. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía cái cây khô kia. Đạo Lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp Huynh, ai coi mệnh cho Huynh? Có đúng không vậy? Diệp Huyên cười ha ha, ta thấy coi đúng lắm á. Nói rồi, hắn đi tới trước cái cây khô rồi ngồi bệt xuống, trước đây không lâu, ta đã nói muội muội là đừng trấn áp bút đại đạo nữa, ta
ta muốn tự dựa vào bản thân để đi trên con đường đại đạo này. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta có khí vận đại đạo, nhưng cũng cảm nhận được ngươi rất nguy hiểm, chứng tỏ các hạ hẳn là một vị đại lão tuyệt thế. Hôm nay bốn huynh đệ chúng ta đi vào trong điện này không hề có ác ý, chỉ muốn thử xem có thể bái xá các hạ làm sư phụ không, nếu như có thể bái xá thì bốn người chúng ta chắc chắn sẽ làm rạng rỡ truyền thừa của tiền bối. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, tuy vãn bối rất muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép, ngoài kia có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài đi nữa cũng không thể ưu tú bằng bốn người chúng ta, tiền bối nếu muốn giao lại truyền thừa hoặc truyền đạo gì. Vãn bối cảm thấy bốn huynh đệ chúng ta là thích hợp nhất. Không ai trả lời. Đạo Lăng ở một bên hơi do dự, Thích Thiên, huynh cảm thấy Diệp huynh nói vậy có ổn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 201.